chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Mặt rồng giận dữ Dưỡng tâm điện Trương Thủy, ngươi không cần đi tới đi lui. Trẫm này đó bố trí, nhất định đến buổi tối mới có thể hành động, hiện tại còn chỉ là chính ngọ đâu. Hoàng thượng điều chỉnh tiêu điểm cấp Thủy Nhi nói. Quý phi nhìn đứa nhỏ này như vậy hiểu chuyện, cư nhiên sẽ nghĩ như vậy phương nghĩ cách cứu chính mình ca cùng tẩu tử. Cũng ôm nhu an ủi Thủy Nhi nói, là nha, trạng nguyên. Ngươi vẫn là an tâm ngồi xuống, bồi hoàng thượng dùng điểm thiện đi. Là nha, ngồi xuống, cùng ta tâm sự trong khoảng thời gian này con cá sự tình. Trẫm cũng đã thật lâu không có gặp qua nàng. Hoàng thượng trong khoảng thời gian này không có bất luận cái gì con cá tin tức, cũng không biết nàng quá đến hảo sao, không khỏi hỏi Trương Thủy. Đã lâu chưa thấy qua, chẳng lẽ Hoàng thượng gặp qua ta tẩu tử sao? Thủy Nhi kỳ quái hỏi. Nhìn Thủy Nhi biểu tình, không hề có giả bộ. Xem ra con cá cùng Trương Sơn, đều che giấu kia đoạn con cá ở Hoàng cung trải qua, Hoàng thượng có điểm xấu hổ, xem ra bọn họ vẫn là cho hắn cái này Hoàng thượng để lại mặt mũi. Trước cuộc chính mình là đường đường vua của một nước, mê luyến thượng phụ nữ có chồng, còn muốn đem nàng lưu tại trong hoàng cung. Chuyện này, truyền ra đi, cũng là hảo thuyết không dễ nghe sự tình. Nguyên lai trẫm đã từng mời ngươi tẩu tử, giúp trẫm thống trị kinh thành ôn dịch. Hoàng thượng tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Thủy Nhi gật gật đầu nói, ta tẩu tử người kia chính là như vậy, mọi việc đều không trương dương. Này nếu thay đổi khác nữ tử, còn không ồn ào đến mảng thế giới người đều biết nha. Là nha, con cá một chút cũng không trương dương, nhưng là như cũ vô pháp che giấu nàng cái loại này lộng lẫy quan mang. Hoàng thượng gật gật đầu nói. Quý phi chua mà nghe hoàng thượng khích lệ con cá, nhưng là nàng cũng nhớ tới con cá, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần gặp qua nàng, chỉ sợ cũng sẽ cả đời khó quên đi. Không ngừng là tuyệt thế dung nhan, còn có nàng không sợ rét cắt da cắt thịt dũng cảm, không tham luyến vinh hoa phú quý siêu phàm. Ha ha ha, con cá cư nhiên đương ta triều cái thứ nhất nữ thôn trưởng, thật là làm trẫm cũng không nghĩ tới nha hoàng thượng nghe được con cá đương thôn trưởng một đoạn này không khỏi cười ha ha thủy nhi tổng cảm thấy tổ tử nếu là cái nam tử kia khẳng định là oai phong một cõi nhân vật tự đáy lòng mà nói kỳ thật y theo tổ tử chi tài đương cái kẻ hèn phú quý thôn thôn trưởng thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng chính là vào triều làm quan nàng cũng là có thể đảm nhiệm ta tổ tử là thoái ẩn đại thần vương đại nhân quan môn đệ tử quý phi ở bên cạnh cũng nghe đến mùi ngon đối hoàng thượng nói thần thiếp chưa bao giờ nghĩ tới nữ tử cũng có thể như vậy mà tồn tại thế nhưng có thể cùng nam nhân giống nhau làm một phen sự nghiệp để cho thần thiếp lấy làm kỳ chính là con cá thế nhưng có thể làm toàn thôn nam nhân đều đối nàng cúi đầu nghe lệnh nhớ tới thần thiếp cũng chỉ biết hầu hạ hoàng thượng ẩm thực cuộc sống hàng ngày tự hồ là không có gì mới có thể đâu hoàng thượng nói ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình trên đời này nữ tử có oai phong một cõi cũng có nhu tình vạn loại ngươi chính là người sau chỉ là hoàng thượng sợ là càng coi trọng người trước đi. Nghe được quý phi ở trạng nguyên lang trước mặt như vậy không lựa lời, hoàng thượng lạnh lùng mà nói, quý phi ngươi ăn được sao? Là nha, thần thiếp ăn được, liền đi trước cáo lui. Quý phi vừa rồi chính mình nhất thời nói lỡ, làm hoàng thượng mặt trồng giận dữ, vội vàng đứng lên nói. Nhìn quý phi kinh hoảng bóng dáng, thủy nhi nghi hoặc mà tưởng, vì sao quý phi mỗi lần nói đến tẩu tử, luôn là mang theo nồng đậm ghen tuông đâu, chẳng lẽ hoàng thượng? Thấy Thủy Nhi như suy tư gì bộ dáng, Hoàng thượng đột nhiên cảm thấy có điểm xấu hổ, vì thế nhàn nhạt mà nói, ngươi trước tiên lui hạ đi, trẫm muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hoàng thượng, ngài khiến cho ta tham dự buổi tối hành động đi, ta muốn thân thủ đem ca cùng tẩu tử cứu ra. Thủy Nhi khẩn cầu nói. Hoàng thượng kiên quyết mà lắc đầu nói, trẫm hôm nay phái ra đi bí mật nghĩ cách cứu viện con cá vợ chồng, đều là đại nội cao thủ. Mỗi người đều là có thể vượt nóc băng tường, mỗi người đối phó 10 cái 8 cái gia đình, đều là không nói chơi. Ngươi một giới thư sinh, tay trói gà không chặt. Bọn họ mang theo ngươi ngược lại thành trói buộc, ngươi vẫn là an tâm về nhà chờ tin tức đi. Ta tẩu tử ở trong vương phủ có thể tạm ôm bình an, là bởi vì trong vương phủ đại phu Lưu Nghị ra tay tương trợ, người này rất có tinh thần trọng nghĩa, nếu có thể được đến hắn trợ giúp, kia khẳng định là làm ít công to. Thủy Nhi nhớ tới một cái thực mấu chốt người. "Hảo, chuyện này, trẫm sẽ đặc biệt dặn dò bọn họ." Thỉnh tin tưởng trẫm nhất định sẽ đem con cá cứu ra khi thần liền đi trước cáo lui thủy nhi xoay người rời đi nhìn hắn bóng dáng hoàng thượng nặng nề mà thở dài một hơi bởi vì trương thủy lời nói còn không đủ để đem vương gia nhập tội chính mình cũng không tiện bởi vì một cái dân gian nữ nhân liền hạ chỉ điều tra hắn vương phủ chỉ sợ sẽ làm tay cầm binh quyền hắn chó cùng rất dậu làm ra cái gì mưu phản sự tình tới con cá nha con cá ngươi nhất định phải chờ đến trẫm tới cứu ngươi nha hoàng thượng ở trong lòng yên lặng mà nói lúc này tiểu triệu tử tới báo hoàng thượng ngoài cửa quý phi cầu kiến không nghĩ tới nàng đi mà quay lại hoàng thượng có điểm bực bội mà nói nàng lại muốn làm cái gì quý phi nói là vì cứu con cá sự tình tiến đến tiểu triệu tử bỏ thêm một câu một cái ngày ngày ở trong thâm cung sống trong nhung lụa quý phi có thể trợ giúp ta cứu con cá hoàng thượng bán tính bán nghi mà nói làm nàng vào đi tới rồi dưỡng tâm điện nội Quý phi nói, thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng, mệnh ta đại ca đi vương phủ bên cạnh mai phục, lấy sách vạn toàn. Hoàng thượng một phách đầu nói, ngươi xem trẫm, thật là hồ đồ, cư nhiên đem đại ca ngươi cái này kinh thành hộ vệ quân tổng thống lãnh cấp đã quên. Chỉ là trẫm phái như vậy bao lớn nội cao thủ, chẳng lẽ còn cứu không ra một cái con cá sao? Chẳng lẽ hắn vương phủ chính là tường đồng vách sắt không thành. Thần thiếp là như thế này tưởng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vừa rồi thần thiếp hồi tẩm cung, vừa lúc đụng tới ta biên quan nhị ca, cấp thần thiếp đưa tới mật báo, nói là vương gia lần này ở biên quan giống như có dị động. Hắn liên lạc rất nhiều thủ hạ, bí mật ở quân doanh nhiều lần mở họp, bởi vì phòng thủ nghiêm mật, hội nghị nội dung liền không được biết rồi. Nhìn hoàng thượng nửa ngày không nói lời nào, quý phi nghĩ chính mình khả năng phạm vào hắn kiên kỵ vội vàng nói, hoàng thượng thứ tội, ta cũng là muốn trợ giúp hoàng thượng trừ bỏ cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho nên nhất thời nói lỡ, vốn dĩ hậu cung là không thể liên lụy triều chính. Lôi kéo tay nàng, hoàng thượng cảm động mà vỗ nhẹ hai hạ nói, trẫm ái phi nha, ngươi vừa rồi còn nói chính mình là cái gì chỉ biết hầu hạ hoàng thượng nữ tử. Kỳ thật không phải nha, ngươi cũng là giống con cá giống nhau len ken nữ tử. Ngươi cùng ngươi các huynh đệ, đều là trẫm phụ tá đắc lực nha. Thần thiếp không có gì trí tuệ, nhưng là thần thiếp có một viên đối hoàng thượng trung thành và tận tâm lòng son giả dạ sắc. Thần thiếp cùng thần thiếp huynh đệ, đều miệng ý vì hoàng thượng sinh, vì hoàng thượng chết. Quý phi tình ý chân thành mà nói. Hoàng thượng đem nàng ôm nhu mà ủng tiếng trong lòng ngực nói, trẫm thực xin lỗi ngươi nha. Quý phi. Biết hắn ý tứ, mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, đều đi không tiếng hoàng thượng trong lòng. Hoàng thượng, ta biết. Nhưng là ta yêu ngươi nha, hoàng thượng. Thần thiếp tâm, chỉ vì ngươi một người nhảy lên. Chỉ cần có thể như vậy mỗi ngày nhìn hoàng thượng, bồi hoàng thượng, chính là thần thiếp lớn nhất phúc khí. Đến đổi hoàng thượng trong lòng nữ tử, tuy rằng ta cũng sẽ ghen với nàng, cũng sẽ thường xuyên ghen ghét. Nhưng là ta cũng nguyện ý cùng hoàng thượng cùng nhau tới bảo hộ nàng, vĩnh viễn bảo hộ. Hoàng thượng nghe xong nàng này phiên lời từ đáy lòng, không khỏi cảm động tới rồi không thể phục thêm, ái phi. Chương. Nghĩ cách cứu viện con cá. Ái phi, trẫm hiện tại không thể bồi ngươi. Bởi vì trẫm muốn đi kim loan điện đi giám thị ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi ngoan ngoãn mà chờ ta trở lại hoàng thượng nhìn trong lòng ngực quý phi ôn nhu nói còn nhẹ nhàng mà ở nàng phấn trên môi lưu lại một chuồng chuồng lướt nước, nước hôn nếu quý phi đối chính mình như thế tình thâm một mảnh cái kia muốn đem nàng đỡ vì hoàng hậu sự tình liền không cần lại huyền mà không quyết cũng là thời điểm tìm cái ngày lành chiêu cáo thiên hạ một nữ nhân nếu là chân ái tướng công cái gì ăn chút tiểu dấm phát điểm tiểu tính tình thậm chí nói chút lời nói lạnh nhạt kỳ thật cũng là nhân chi thường tình bởi vì thâm ái cho nên muốn độc chiếm ái nhân ái chỉ cần nàng có thể vui sướng tướng công vui sướng hạnh phúc tướng công hạnh phúc chính là chân chính hảo nữ nhân giống quý phi như vậy nữ tử là có thể cùng chính mình kề vai sát cánh mẫu nghi thiên hạ quý phi biết hoàng thượng ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không hoang phế chính sự không khỏi gật gật đầu nói thần thiếp đã biết hy vọng hoàng thượng hôm nay có thể tuyển chọn đến cùng trương thủy giống nhau nhân tài. Thiên hạ thí sinh, giống như ngàn năm ma kiếm, chỉ còn chờ ra khỏi võ một ngày này. Kỳ thật hoàng thượng lại làm sao không phải như vậy, chờ đợi từ thiên hạ thí sinh trung có thể tuyển chọn hiền năng, trở thành triều đình kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương. Ai, loại chuyện này chỉ sợ là khả ngộ bất khả cầu. Hoàng thượng nhàn nhạt mà nói. Mấy năm gần đây, mỗi lần thi đình, hoàng thượng đều không có tuyển đến ái mộ nhân tài có đôi khi thật là hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn tiểu triệu tử ngươi lại đây chờ lát nữa ngươi không cần đi theo ta thượng triều đi trước đại nội thị vệ nơi đó lại đi kinh thành thủ vệ nơi đó hoàng thượng kêu lên tiểu triệu tử đối hắn đưa lỗ tai tinh tế mà phân phó một phen nô tài này liền đi tiểu triệu tử chạy một mạch chạy đi ra ngoài người tới bãi giá kim loan điện hoàng thượng cao giọng nói quý phi không người vạn phúc nói thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Nàng vốn dĩ mỗi ngày đều phải ngủ một lát ngủ trưa, nhưng là nghĩ hoàng thượng giữa trưa bởi vì lo lắng con cá, đều không có ăn cái gì đồ vật, tức khắc buồn ngủ toàn vô. Tiểu điệp, bổn cung muốn đi ngự thiện phòng một chuyến. Nàng đối bên ngoài tiểu điệp phân phó nói. Kim loan điện. Suốt một buổi trưa đối với hoàng thượng tới nói, đều như là một loại giày vò. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ nhìn những cái đó thí sinh, trong lòng chỉ lăn qua lộn lại mà nghĩ một việc, con cá, ngươi ngàn vạn phải đợi ta đi cứu ngươi nha, ngươi ngàn vạn không thể có việc nha. Hắn có thể giúp người thành đạt, làm con cá cùng tướng công, ở phú quý thôn vui sướng mà sinh hoạt. Ít nhất chính mình có thể giao chúc nàng hạnh phúc. Nhưng là hiện tại biết nàng bị giam cầm, bị đòn hiểm, hắn như thế nào có thể an tâm đâu. Con cá nha con cá, nếu ngươi chịu đáp ứng trẫm, lưu tại trong hoàng cung, có ai dám thương tổn ngươi một tia nửa hào đâu. Tới rồi mặt trời lặng thời gian, giám thị quan bắt đầu đem sở hữu thí sinh bài thi thu đi lên. Hoàng thượng bắt đầu từng trương mà xem bài thi, nhưng là càng xem càng tâm phiền ý loạn. Này đó đề mục đều là cùng làm quan chi đạo có quan hệ, có người hết sức a du nịnh hót, nói hưu nói vượng. Có người giải bài thi đáp đến hàm hàm hồ hồ, hoàn toàn không có lo gì. Hắn thực miễn cưỡng địa điểm ra hai cái hơi chút xem quá khứ hai cái thí sinh, định vì thám hoa cùng bản nhãn. Sau đó trở lại dưỡng tâm điện, Quý phi đã bị hảo bữa tối, đón đi lên. Hoàng thượng, thần thiếp đã chuẩn bị ngươi thích nhất thức ăn. Buổi tối còn muốn bố trí nghĩ cách cứu viện con cá cô nương sự tình, hoàng thượng vẫn là dùng bữa đi. Đến nỗi tuyển nhân tài sự tình, tựa như hoàng thượng nói, dù sao cũng là khả ngộ bất khả cầu sao? Ít nhất lần này khoa cử khảo thí còn tuyển tới rồi một cái giống Trương Thủy nhân tài như vậy. Thấy hoàng thượng không cao hứng bộ dáng, quý phi đã đoán được hoàng thượng tâm ý. Trương Thủy tuy hảo, chỉ là hắn quá mức tuổi nhỏ. Hoàng thượng có điểm tiếc núi mà nói. Quý phi ôn nhu nói, chính là bởi vì hắn tuổi tác không lớn, mới giống một trương nhất thuần tịnh giấy trắng, hoàng thượng có thể đem hắn bồi dưỡng thành nhất chính trực quan viên. Ngươi luôn là có biện pháp hống ta vui vẻ, hoàng thượng đem quý phi kéo vào trong lòng ngực. Lúc này tiểu triệu tử vừa lúc tiến vào, thấy một màn này, muốn lui ra ngoài, hoàng thượng vội vàng gọi lại hắn nói, tiểu triệu tử, ta phân phó chuyện của ngươi an bài hảo sao. Nô Tài đã dựa theo Hoàng thượng phân phó, từ đại nội thị vệ trung chọn lựa võ công tối cao năm người, hiện tại bọn họ liền ở bên ngoài chờ mệnh, Hoàng thượng muốn hay không gặp một lần. Tiểu triệu tử nói. Quý Phi không vui mà nói, Hoàng thượng đang chuẩn bị dùng bữa đâu, làm cho bọn họ chờ một chút đi. Không, làm cho bọn họ tiến vào, trẫm muốn đích thân nhìn một cái. Hoàng thượng nghĩ đến con cá sinh tử chưa biết, cũng không có tâm tư dùng bữa. Thấy tiểu triệu tử muốn đi ra ngoài, hoàng thượng nghĩ nghĩ nói, vẫn là trẫm đi ra ngoài đi bên ngoài tương đối rộng mở trẫm muốn đích thân xem bọn hắn võ công như thế nào hoàng thượng đi theo tiểu triệu tử đi vào bên ngoài thấy mỗi người thị vệ đều là thân cường thể kiện không khỏi vừa lòng gật gật đầu làm cho bọn họ đơn giản biểu diễn một chút chỉ thấy có có thể dùng tay đá vụn có có thể dùng chân đá đoạn đại thụ quả nhiên đều là đại nội thị vệ trung dũng sĩ tiểu triệu tử đã cùng các ngươi nói đêm nay nhiệm vụ đi hoàng thượng hỏi nói đi vương phủ cứu con cá. Tuy rằng bọn thị vệ cũng không biết hoàng thượng vì cái gì muốn cứu một cái dân gian nữ tử, nhưng là đại nội thị vệ chức trách chính là vì hoàng thượng nguyện trung thành. Hoàng thượng lạnh thấu xương mà nói, các ngươi nghe, cái này con cá cô nương là trẫm bạn tốt, hôm nay các ngươi chính là trẫm tử sĩ. Nếu cứu trở về con cá cô nương, mỗi người thưởng hoàng kim trăm lượng. Nếu làm không được, các ngươi liền đề đầu tới gặp. Nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ. Bọn thị vệ cùng kêu lên nói: "Tiểu Triệu tử, kinh thành hộ vệ quân bên kia đã bố trí hảo sao?" Hoàng thượng có điểm không yên tâm hỏi Tiểu Triệu tử. "Nô tài làm việc, hoàng thượng cứ việc yên tâm, hiện tại vương thống lĩnh đã đem vương phủ toàn bộ âm thầm vây đến chật như nêm cối." Hoàng thượng biết Tiểu Triệu tử chọn lựa đều là đối chính mình trung thành và tận tâm người, liền đối trước mắt năm cái thị vệ nói thẳng ra trong lòng lời nói, "Còn có, nếu lần này ai có thể tìm được có thể đem vương gia trị tội chứng cứ phạm tội, trẫm liền đem hắn quan trang bìa ba phẩm. Nghe đến đó, bọn thị vệ mới hiểu được, nguyên lai hoàng thượng là muốn đối phó cái này hoàng thúc. Nghĩ đến hôm nay một trận chiến. Thế nhưng có khả năng được đến hoàng kim trăm lượng, thậm chí còn có thể gia quan tiến tước. Không khỏi kinh hỉ nửa nọ nửa kia. Hảo, hôm nay trẫm thưởng các ngươi cùng trẫm cộng tiến bữa tối, đều vào đi thôi. Quý phi ngồi ở bên trong, thấy hoàng thượng mang theo năm cái thị vệ tiến vào, không khỏi nhíu nhíu mày hoàng thượng đối này đó thị vệ cũng là thật tốt quá nhưng là nghĩ đến bọn họ nếu có thể cứu ra trương sơn phu thê liền có thể làm hoàng thượng không hề vì chuyện này phiền não rồi không khỏi nhiệt tình mà hô các vị dũng sĩ thỉnh các ngươi cứ việc dùng bữa đi nếu đồ ăn không đủ bổn cung lại làm người chuẩn bị tạ hoàng thượng tạ quý phi bọn thị vệ không khỏi cùng kêu lên nói hoàng thượng ngươi cũng dùng bữa đi quý phi cấp hoàng thượng chia thức ăn ôn nhu nói từ từ bọn họ chưa bao giờ gặp qua con cá như vậy sẽ có chút khó khăn hoàng thượng mệnh tiểu triệu tử bị hảo giấy và bút mực sau đó bắt đầu bằng ký ức họa con cá bức họa quý phi đứng ở hắn mặt sau không khỏi tâm tình thực phức tạp chính mình phu quân không ngừng là người người ca tụng minh quân hơn nữa cũng là cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông phong nhã người hắn họa con cá bức họa thật là đủ để sinh động thế nào ngươi cũng gặp qua con cá giống sao Hoàng thượng có chút khẩn trương hỏi Quý phi. Quý phi liên tục gật đầu nói, quả thực chính là bản nhân. Hoàng thượng đem bức họa giao cho đã nhanh chóng cơm nước xong thị vệ, bọn họ không khỏi đều kinh như thiên nhân, trên đời thế nhưng có như vậy mỹ lệ nữ tử sao? Ta còn muốn lại họa một trương cho ngươi đại ca. Đêm khuya, năm cái hắc ảnh ẩn vào vương phủ, bắt đầu phân công nhau tìm kiếm con cá rơi xuống. Hai cái canh giờ sau, bọn họ đã dùng nhanh nhất tốc độ đi qua mỗi cái sân nóc nhà vạch trần mái ngói, thẩm tra đối chiếu quá mỗi người diện mạo, nhưng là đều không có tìm được bức họa trung nữ tử. Mắt thấy chân trời đã có bụng cá trắng, bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiện tại thật là tiếng thoái lưỡng nan. Trở về đi, hoàng thượng khẳng định muốn trị tội, không quay về đi, vương gia người nếu phát hiện bọn họ, như vậy khẳng định cũng là tử lộ một cái. Còn có cái gì vương gia chứng cứ phạm tội, cái kia tam phẩm quan cũng là không dễ làm, chẳng lẽ nhân gia vương gia sẽ đem chứng cứ phạm tội chuẩn bị tốt, chờ bọn họ tới lấy sao lúc này có một cái tuần tra ban đêm gia đình phát hiện phòng thượng năm người ảnh không khỏi gõ vang lên trong tay đồng la không hảo có thích khách ẩn vào phủ hắn như vậy một gõ đồng la tức khắc rất nhiều người đều hướng tới bên này chạy tới bên ngoài mai phục kinh thành thị vệ hỏi thống lĩnh nhìn dáng vẻ những cái đó đại nội thị vệ bị phát hiện chúng ta muốn hay không đi vào nghỉ cách cứu viện hoàng thượng sai người tới truyền khẩu dụ nếu bọn họ mang theo con cá cô nương ra tới như vậy chúng ta liền tiến lên liều chết cứu giúp nếu không phải lời nói khiến cho chúng ta tại chỗ bất động những cái đó huynh đệ không phải giữ nhiều lành ít sao vương thống lĩnh thở dài một hơi nói có biện pháp nào ở hoàng thượng bên cạnh đã sớm hẳn là có loại này chuẩn bị tâm lý cũng vì hoàng thượng trả giá sinh mệnh lưu nghị trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ đột nhiên có mấy người từ trên trời giáng xuống đem hàng quan lấp lánh cương đao kẹp ở hắn trên cổ các ngươi là thích khách hắn khiếp sợ hắn là lưu nghị sao tuyệt đối không sai ta nghe được hắn ngoài cửa trực đêm gia đình nói nói cái gì lưu nghị công tử cuối cùng là khổ tận cam lai lưu nghị thấy bọn họ tuy rằng che mặt nhưng là từ ánh mắt tới xem không giống như là cái gì đại ác đồ đệ liền bình tĩnh lại hỏi các ngươi tìm ta làm cái gì chúng ta là con cá bằng hữu là chịu người chi thác tới cứu nàng cầm đầu người biệt mặt nói lưu nghị bán tính bán nghi hỏi là chịu ai chi thác chịu trương thủy chi thác Trương Thủy. Lưu Nghị mơ hồ nhớ tới Trương Sơn đệ đệ, có cái tiểu lão đệ, tên là kêu Trương Thủy, không khỏi vui mừng không xiết, không nghĩ tới Trương Thủy nho nhỏ tuổi tác, cư nhiên tìm tới các vị võ công cao cường giúp đỡ. Lúc này quản gia mang theo người lục soát cái này sân, hắn gõ vang lên Lưu Nghị cửa phòng, tiểu vương gia, ngươi không sao chứ? Tiểu vương gia. Chúng người biệt mặt cảm thấy có điểm kỳ quái, theo tiểu triệu tử nói, Lưu Nghị không phải trong vương phủ đại phu sao? Không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi các ngươi trước tiên lui hạ đi lưu nghị sợ thời gian dài sẽ làm quản gia phát sinh cái gì manh mối quản gia vội vàng đối gia đình nhóm nói chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi các ngươi chờ một chút chờ bọn họ tìm đến không sai biệt lắm ta mang các ngươi đi cứu con cá vợ chồng cảm giác được bọn họ tiến bước chân dần dần đi xa lưu nghị mang theo bọn họ đi vào tiểu hồng lâu sau đó lưu nghị nhẹ nhàng gõ vách tường nói con cá con cá con cá loáng thoáng nghe được lưu nghị thanh âm, vội vàng vỗ vỗ Trương Sơn nói, hình như là Lưu đại ca đâu. Bọn họ đã trên mặt đất trải lên chăn, còn có mềm xốp gối đầu, sắp ngủ trước còn sinh hỏa, ăn một đống phong phú bữa tối, cho nên ngủ thật sự thoải mái. Lưu đại ca, có chuyện gì? Lưu nghị nhìn bọn thị vệ, tha thiết mà nói, Trương Thủy làm người tới cứu các ngươi, ta trước đi ra ngoài canh chừng. Ta xem các ngươi võ công cao cường, nhất định phải đem con cá cứu ra đi nha bọn thị vệ thật là cảm thấy bọn họ thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Con cá nghe nói Thủy Nhi làm người tới cứu bọn họ, không khỏi phi thường vui vẻ. Nhưng là nàng loáng thoáng nghe được Lưu Nghị nói bọn họ võ công cao cường, không khỏi trong lòng sinh nghi. Thủy Nhi vẫn luôn ở tại Ngô Thanh nơi đó, kết bạn người đều là chút văn nhân nhã sĩ, như thế nào sẽ nhận thức người trong giang hồ đâu. Các ngươi là nhà ta Thủy Nhi đệ đệ bằng hữu sao? Nhớ tới tiểu triệu tử công công phân phó qua, Thấy con cá có thể nói thẳng ra sở hữu sự thật, cho nên cầm đầu thị vệ nói, "Con cá cô nương, kỳ thật chúng ta là trong hoàng cung đại nội thị vệ, Trương Thủy đã cao trung trạng nguyên, là hắn cầu hoàng thượng cứu các ngươi." Không thể tưởng được Thủy Nhi đã trúng trạng nguyên. Trương Sơn nghe xong lời này, không khỏi hai mắt sáng lên. Con cá vẫn là có điểm bán tính bán nghi, vì thế đột nhiên hỏi, "Trong hoàng cung lớn nhất hoa sen hồ ở cái kia sân nha." Nếu bên ngoài người là giả đại nội thị vệ, nhất định là mông bất quá tới. Rốt cuộc người thường, sao có thể đối trong cung sự tình như vậy rõ ràng đâu. Hảo cái thông minh nữ tử. Bọn thị vệ trong lòng tưởng. Công thị vệ nói, trong hoàng cung lớn nhất hoa sen hồ, liền ở dưỡng tâm điện hướng tây 5 mét địa phương. Sơn ca ca, thật là hoàng thượng phái người tới cứu chúng ta, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Con cá kích động mà đối với Trương Sơn nói. Trương Sơn nhưng thật ra không có nàng như vậy kích động, nghĩ sau khi ra ngoài, chính mình lại muốn đối mặt Thanh Hà cùng nàng trong bụng hài tử. Hắn trong lòng thậm chí hy vọng, có thể cùng con cá ở chỗ này ẩn cư một đoạn thời gian. Cảm ơn các vị, chúng ta ra tới. Con cá lôi kéo Trương Sơn nhanh chóng ấn xuống cái nút, sau đó chui ra mật thất. Nàng vẫn luôn không dám ra tới, là sợ vừa ra tới đã bị vương gia mai phục người bắt lấy. Chính mình đã biết hắn bí mật, khẳng định là phải bị hắn tấp giết. Lúc này nghe nói có thích khách, bị quản gia điều đi tìm người đã đã trở lại, Lưu Nghị hoang mang rối loạn mà chạy vào nói, không hảo, trong. Coi nơi này gia đình đã đã trở lại. Đại khái có mấy cái gia đình? Bọn thị vệ hỏi. Suốt 10 cái đâu? Lưu Nghị nói. Bọn họ cười đối công phu tối cao tào thị vệ nói, huynh đệ, có ngươi một người là đủ rồi. Thỉnh các vị hảo hán ngàn vạn không cần làm sát kẻ vô tội nha. Lưu Nghị vội vàng nói. Con cá cũng biết này vương phủ gia đình phần lớn cũng là người nghèo, là vì hỗn khẩu cơm ăn, mới ở vương phủ làm dứt. Là nha, thỉnh các vị thủ hạ lưu tình. Tốt, con cá cô nương. Tào thị vệ nói. Sau đó vận khởi kinh công, giống như một trận gió xoáy, đem kia 10 cái gia đình nháy mắt điểm trúng huyệt đạo. Chỉ thấy bọn họ cũng không nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, con cá mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đi theo thị vệ hướng bên ngoài đi, không nghĩ tới con cá trong lúc vô ý thấy trong đó một cái thị vệ trong tay cầm một thứ, nhanh chóng giấu đi, không khỏi hồn phi phách tán. Chương Trảm thảo muốn trừ tận gốc Con cá cô nương, hiện tại đã an toàn, ngươi yêu cầu ta hộ tống các ngươi đi nơi nào. Đại nội cao thủ cổng con cá, lôi kéo Trương Sơn vận khởi kinh công một đường chạy như điên rời đi vương phủ. Thẳng đến xác định hoàn toàn an toàn địa phương, mới mở miệng hỏi. Chúng ta đi trước Thủy Nhi cùng ngô đại ca nơi đó đi. Trương Sơn vội vàng nói. Sống sót sau tai nạn, Hắn nhất muốn gặp chính là chính mình thân đệ đệ. Trên đời này, trừ bỏ con cá, Thủy Nhi chính là chính mình thân nhất người nhà. Con cá bi ai mà nhìn Trương Sơn, chỉ sợ lần này bọn họ là trở về không được. Sơn ca ca, ngươi đi bọn họ chỗ đó đi, ta muốn đi theo những người này tiến cung tạ ơn. Không cần đi, con cá, chúng ta ở trong lòng cảm nhớ hoàng ân mênh mông cùng cuộn thì tốt rồi. Trương Sơn nghe được con cá nói muốn vào cung, không khỏi nắm chặt nàng nói. Này hoàng cung là đi vào dễ dàng ra tới khó nha, chỉ sợ con cá này tiến cung tạ ơn, liền ra không được. Cái kia hoàng thượng vốn dĩ liền đối nàng có điều ý đồ, còn sẽ bỏ được thả nàng sao? Liền y ta lúc này được không, Sơn ca ca. Con cá không có phương tiện nói ra trong lòng lời nói, chỉ có thể đối với Trương Sơn chớp chớp mắt. Trương Sơn biết con cá làm mỗi chuyện đều có nàng đạo lý, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm con cá một thân người hãm hiểm cảnh. Vì thế ở nàng bên tai nói, con cá chúng ta không phải nói tốt không xa rời nhau sao, ngươi đi đâu, ta đều phải bồi ngươi. Vậy thỉnh đi. Cái kia tàn khởi đồ vật tàu thị vệ đã có chút gấp không chờ nổi, xem ra may mắn luôn là buông xuống ở có chuẩn bị đầu người thượng. Hắn tới phía trước nghĩ xem có thể hay không tìm được cái gì vương gia chứng cứ phạm tội, liền mang theo một cái tay nải. Ở mật thất cửa mở kia một cái nháy mắt, mọi người lực chú ý đều đặt ở đi ra con cá cùng trương sơn thượng. Hắn lại thấy bọn họ phía sau long ỉ cùng long bào, không khỏi đại hỷ. Xem ra cái này tam phẩm đeo đao thị vệ, chính mình là đương định rồi. Dưỡng tâm điện. Hoàng thượng, thiên đều mau sáng. Ngươi cả đêm đều không có nghỉ ngơi, hơi chút ngủ một lát đi. Quý phi đối bên cạnh tràn trọc hoàng thượng nói. Trẫm ngủ không được, tưởng chờ bọn họ trở về. Đã lâu như vậy, như thế nào còn không có hồi âm nha. Hoàng thượng thẳng thắn mà nói. Quý phi còn muốn nói cái gì, liền nghe tiểu triệu tử cao giọng nói, hoàng thượng, bọn họ đã trở lại. Vốn dĩ tiểu triệu tử là không dám quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi, nhưng là hoàng thượng đã nói qua, nếu là con cá đã trở lại, vô luận khi nào, cần thiết muốn lập tức nói cho hắn. Hoàng thượng nghe nói con cá cứu về rồi, trong lúc nhất thời trong lòng cao hứng, từ trên long sàn nhảy xuống tới. Thế nhưng liền giày đều đã quên xuyên, phủ thêm quần áo, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Quý phi cũng vội vàng mà nhắc tới hoàng thượng giày, đuổi tới. Như vậy trời giá rét, cũng không thể làm hoàng thượng bởi vì nhất thời cao hứng bị phong hàng nha, người đều nói hàng từ dưới chân khởi nha. Nàng trong lòng là lại vui sướng lại chua xót vui sướng chính là con cá bị cứu trở về, hoàng thượng không bao giờ sẽ trà không nhớ cơm không nghỉ. Chua xót chính là, con cá là cỡ nào may mắn nữ tử. Tự nhiên được đến trên đời tôn quý nhất nam nhân, loại này nhất chân thành tha thiết ái cùng quan tâm. Này phân cảm giác, là chính mình cuối cùng cả đời cũng từ hoàng thượng nơi này không chiếm được. Dân Phụ Con Cá, Thảo Dân Trương Sơn, Khấu Tạ Hoàng Thượng Trương Sơn đối với Hoàng Thượng cung cung kính kính mà làm xong ba quỳ chính lạy đại lễ. Con cá bởi vì tay chân đều bị thương, cho nên không thể hành lễ, ở thị vệ nâng hạ nửa ngồi sổng đi xuống. Thừa bọn họ hành lễ công phu, Quý Phi ngồi sổng xuống đi đối Hoàng Thượng nói, Hoàng Thượng vẫn là mặt vào giày đi. Hoàng Thượng lúc này mới cảm giác được lòng bàn chân lạnh lẽo đến xương, vì thế có điểm ngượng ngùng mà đối Quý Phi nói, trẫm chính mình tới xuyên đi vẫn là thần thiếp đến đây đi. Quý Phi chính là thích như vậy hầu hạ chính mình âu yếm nam nhân, liền tính là vì hắn thấp đến bụi bặm cũng là cam tâm tình nguyện. Các ngươi hãy bình thân. Hoàng thượng mặt cốt dày, đối với còn quỳ trên mặt đất Trương Sơn cùng con cá nói. Nhìn Hoàng thượng đại lãnh thiên nhi, ăn mặc cái đại bạch vớ liền chạy ra, Trương Sơn trong lòng thầm nghĩ, ta tức phụ cứu ra, ngươi một cái Hoàng thượng có kích động như vậy sao? Đi vào trước rồi nói sao? Hoàng thượng nói trương sơn vừa định nói không cần lôi kéo con cá đi bị nàng dùng ánh mắt ngăn trở con cá ngươi gầy hoàng thượng đau lòng mà nhìn con cá vốn dĩ nàng là cái loại này nhất dễ coi trứng ngỗng mặt hiện tại đều gầy thành mặt trái xoan những lời này làm trương sơn cảm giác được xấu hổ nhiều như vậy ưu tú nam tử thậm chí hoàng thượng đều đối con cá như thế quan ái chính mình cái này may mắn người đâu lại đã từng như vậy lạnh nhạt mà đối đãi nàng trương sơn ngươi muốn chiếu cố hảo nương tử của ngươi nha hoàng thượng lạnh lùng mà nhìn trương sơn liếc mắt một cái nói có thể cùng con cá ở bên nhau là thiên đại phúc khí nha chẳng lẽ cái này nam tử cũng đều không hiểu đến hảo hảo quý trọng sao cảm ơn hoàng thượng ta tướng công vẫn luôn đều đối ta thực hảo chỉ là con cá gần nhất ở trong vương phủ ăn một chút đau khổ cho nên mới hao gầy chút con cá vội vàng giúp hắn trả lời quý phi cũng quan tâm mà dò hỏi nói con cá bổn cung xem ngươi hoạt động không tiện, có phải hay không tay chân bị thương. Hoàng thượng lúc này mới chú ý tới con cá tay cùng chân phản phất không có nửa phần sức lực, vội vàng sốt ruột mà nói, con cá, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi tay cùng chân chặt đứt sao? Là nha, bị người dùng gậy gộc đánh gãy. Con cá nhàn nhạt mà nói. Hoàng thượng tức khắc cảm giác được phi thường ảo não, chính mình như thế nào sẽ như thế đại ý đâu. Chỉ nghĩ quan tâm con cá béo gầy, lại không thấy ra tới nàng đã thân chịu trọng thương ái phi vẫn là ngươi tâm tế như trần nha hắn cảm kích mà nhìn quý phi liếc mắt một cái quý phi vội vàng đối với bên ngoài gào to một tiếng người tới nhanh lên đi thái y viện thỉnh tốt nhất thái y tới cấp con cá cô nương xem bệnh bên ngoài có phân loạn tiếng bước chân vội vàng đã đi xa nhanh lên ngồi xuống nha hoàng thượng vẫy vẫy tay nói thị vệ đem con cá đỡ đang ngồi vị trên mặt đất sau quỳ trên mặt đất nói khởi bẩm hoàng thượng, nô tài ở trong vương phủ phát hiện một thứ. Con cá là tận mắt nhìn thấy hắn trộn lấy ra long bào, sau đó đặt ở một cái trong bọc. Xem ra chính mình phỏng chừng đến không sai, hắn là trộn mà giấu khởi. Long bào, không cho những người khác biết, chính là vì giờ phút này có thể hướng hoàng thượng tranh công thảo thưởng. Hoàng thượng, dân phụ có thể hay không cầu một cái ân điển. Thấy luôn luôn trầm ổn con cá cư nhiên đánh gãy thị vệ nói chuyện, hoàng thượng có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là ôm nhu mà nói, con cá, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ngươi muốn, trẫm đều cho ngươi. Lần này con cá cử tử nhất sinh, may mắn có một người cứu giúp. Hắn chính là vương phủ đại phu lưu nghị, dân phụ đã cùng hắn kết nghĩa kim lan, trở thành huynh muội. Vọng hoàng thượng có thể đáp ứng dân phụ, ân chuẩn ta dẫn hắn cùng nhau về quê. Cái này đương nhiên nhưng. Lúc này tào thị vệ trong mắt hàng quan chợt lóe, vội vàng khải tấu nói, nô tài ở trong vương phủ phát hiện long bào, có thể thấy được vương gia có mưu triều soán vị chi tâm. Cái này lưu nghị nguyên lai là vương gia nhi tử, hoàng thượng không thể đáp ứng con cá cô nương thỉnh cầu nha. Tục ngữ nói, trảm thảo muốn trừ tận gốc nha, hoàng thượng. Chương. Con cá chôn cùng. Cái gì, vương gia mưu phản. Trẫm luôn luôn đối hắn không tệ nha, hắn tại sao lại như vậy đâu. Hoàng thượng tuy rằng cảm thấy, hoàng thúc luôn luôn quá mức ương ngạnh. Nhưng là thật sự không nghĩ tới hắn giả tâm, sẽ bành trướng đến loại tình trạng này. Hắn thân hoàng thúc, đường đường vương gia, vây cánh môn sinh trải rộng triều đình. Sớm đã ở một người dưới vạn người phía trên, ngay cả chính mình cũng đối hắn nơi chốn nhường nhịn. Liền tính như vậy phong cảnh, hắn thế nhưng còn không hài lòng, tự nhiên sẽ mơ ước chính mình ngôi vị hoàng đế, muốn thay thế. Con cá thấy hoàng thượng bán tính bán nghi bộ dáng, vội vàng gật gật đầu nói, hoàng thượng, thị vệ bẩm báo chuyện này, thiên chân vạn sát, dân phụ cũng có thể làm chứng nàng ở nhìn thấy long ỷ cùng long bào trong nháy mắt kia liền ở trong lòng nghĩ tới nếu chính mình có thể tồn tại đi ra ngoài nhất định phải nghĩ cách đem chuyện này một năm một mười mà bẩm báo hoàng thượng hoàng thượng tuy rằng ở cảm tình sự thượng từng có hồ đồ thời điểm nhưng là thật là cái cần chính ái dân hảo hoàng thượng hiện giờ việc binh đao nhập kho thiên hạ thái bình như thế nào có thể bởi vì vương gia giả tâm tái khởi can qua làm dân chúng chịu khổ đâu này đến tột cùng là chuyện như thế nào ngươi là như thế nào biết được vương gia loại này kinh thiên đại bí mật đâu con cá hoàng thượng kỳ quái hỏi con cá đúng sự thật nói là cái dạng này bởi vì cơ duyên xảo hợp ta cùng trương sơn khởi động tiểu hồng lâu mật thất chốt mở phát hiện bên trong có long ỷ cùng long bào hơn nữa cái này tiểu hồng lâu là vương phủ cấm địa không có hắn cho phép bất luận kẻ nào đều không được đi vào liền chỉ bằng vào điểm này vương gia lòng muôn dạ thú đã rõ như ban ngày vương gia tuy rằng có lòng phản nghịch nhưng là con của hắn lưu nghị là vô tội. Con cá cùng trương sơn mệnh là hắn cứu, khẩn cầu hoàng thượng pháp ngoại khai ân nha. Con cá không màng chính mình tay cùng trên đùi đau nhất, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Trương Sơn nhìn thật sự phi thường đau lòng, cũng rốt cuộc đã biết vì cái gì con cá sẽ mạo hiểm vào cung. Nguyên lai nàng là nhìn ra nguy cơ, là muốn vì bọn họ ân nhân cứu mạng Lưu Nghị cầu một cái đường sống. Nhớ tới Lưu Nghị chẳng những cứu con cá, đối nàng lấy lễ tương đãi, chiếu cố chu đáo cũng từng đem chính mình từ sống chết trước mắt kéo trở về hai lần hắn cũng vội vàng quỳ xuống đau khổ cầu xin hoàng thượng hoàng thượng khai ân nha tha lưu nghị đi thấy con cá cùng trương sơn một lòng vì lưu nghị cầu tình hoàng thượng không khỏi trầm ngâm một lát hồi lâu mới đã mở miệng nói lưu nghị nếu là vương gia nhi tử nói trẫm là tuyệt đối không thể vòng qua hắn cần thiết muốn đem vương gia gia mãn môn sao trảm chỉ là trẫm có một chút không rõ lưu nghị không phải trong vương phủ đại phu sao như thế nào đột nhiên lại biến thành vương gia nhi tử đâu? Là cái dạng này, vương gia trước nay đều không có nhận quá Lưu Nghị là con hắn, đem bọn họ mẫu tử ném ở hậu viện, chẳng quan tâm, chính là tối hôm qua Lưu Nghị vì cứu ta cùng tướng công mới đáp ứng người hắn. Nghĩ đến Lưu Nghị đối vương gia thành kiến rất sâu, vốn là không có khả năng cùng hắn phụ tử tương nhận. Đều là vì bảo chính mình cùng Trương Sơn Chu toàn, con cá trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu. Hôm nay nếu là chính mình không thể giữ được hắn, khẳng định cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Hoàng thượng bình tĩnh mà lãnh đạm mà nói, một quốc gia không thể không có pháp luật, liền tính trẩm thân là quốc quân. Cũng không thể nhân tư phế công, làm lơ pháp luật. Nếu Lưu Nghị chỉ là một cái bình thường đại phu, như vậy có lẽ còn có thể may mắn thoát nạn, nhưng là hiện tại hắn là vương gia thân sinh nhi tử, nếu trẩm buông tha hắn, ngày nào đó vẫn là sẽ lưu lại hậu hoạn. Từ xưa đến nay, mưu phản là tối kỵ, cần thiết muốn đem đi đầu người vây cánh hòa thân người một lưới bắt hết đây là pháp luật cũng là lệ thường chính mình không thể vì âu yếm con cá phá cái này lệ bởi vì hắn tuy rằng là hoàng thượng nhưng là còn có như vậy nhiều văn võ đại thần đang nhìn hắn đâu con cá còn muốn nói cái gì lúc này tiểu điệp mang theo thái y vào được hoàng thượng xua xua tay nói người tới trước đem con cá cùng trương sơn an bài đến thúy trúc hiên nghỉ ngơi trị thương quý phi thấy hoàng thượng thế nhưng phá lệ làm trương sơn cũng lưu tại trong cung là đối con cá lại vô nạp vì phi tử chi ý không khỏi trong lòng sâu sắc cảm giác trấn an. Hoàng thượng khai ân nha, hoàng thượng khai ân nha. Ngày thường nhanh mồm dẻo miệng con cá, hiện tại lăng qua lộn lại cũng chỉ biết nói những lời này. Thấy con cá không thuận theo không buông tha thề không bỏ qua bộ dáng, hoàng thượng lạnh lùng mà nói, con cá, nếu ngươi lại vì lưu nghị cầu một câu tình, ngươi cùng Trương Sơn liền cho bọn hắn cả nhà chôn cùng đi. Thấy hoàng thượng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Trương Sơn vội vàng tiến lên đỡ lấy con cá, thấp giọng ở nàng bên tai nói, con cá thật sự không phải ta tham sống sợ chết chỉ là chúng ta nếu cũng đã chết chỉ sợ thế gian lại không người có thể cứu lưu nghị con cá trong lòng bi vẫn vạn phần vì cái gì lưu nghị như vậy người tốt phật khẩu nhân tâm thế nhưng sẽ có như vậy một cái bị khai đao hỏi trảm chết không toàn thay kết cục đâu nếu không phải niệm sơn ca ca nàng thật là muốn cấp lưu đại ca chung cùng ai kêu chính mình liên lụy hắn đâu nhàn rỗi vốn dĩ lưu nghị đại ca là hảo hảo mà làm trò vương phủ đại phu lại bị chính mình cuốn vào lốc xoáy như vậy ngọc thụ lâm phong nam tử cuối cùng lại đầu mình hai nơi con cá tức khắc lệ nóng doanh trồng nhìn con cá hoa lê dính hạt mưa ảm đạm rời đi bộ dáng hoàng thượng trong lòng cũng rất khó chịu phàm là có một chút biện pháp hắn cũng tưởng đáp ứng rồi con cá nhưng là đây là tuyệt đối không thể ngay cả hắn một triều thiên tử cũng không có thể ra sức hoàng thượng nhìn con cá khổ sở ngươi tâm cũng đau đi quý phi thấy rõ hỏi nặng nề mà thở dài một hơi, hoàng thượng nói, liền tính trẫm là hoàng thượng lại như thế nào, làm theo muốn bị quản chế với quần thần, ta nếu là dám đối với lưu nghị võng khai một mặt nói, chỉ sợ các đại thần sổ con sẽ dời non lấp biển vọt tới, đem trẫm đều mai một. Từ xưa đến nay, mưu phản giả mãn môn sao trảm, trẫm cũng là bất lực nha. Một khi đã như vậy, hoàng thượng không cần tưởng như vậy nhiều, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, hôm nay còn phải vào triều nha. Hoàng thượng lắc đầu nói, tiểu triệu tử ngươi chạy nhanh truyền trẫm. Mật lệnh cấp vương thống lĩnh, làm hắn tốt tốt vọt vào vương phủ, đem tất cả mọi người bắt lấy. Quý phi không nghĩ tới cứu con cá, thế nhưng trong lúc vô ý vọng ở vương gia này cá lớn, hơn nửa lần này chính mình thân sinh huynh trưởng bình loạn có công, thật là đại khoái nhân tâm. Chỉ là nhìn hoàng thượng buồn bực không vui bộ dáng, nàng trong lòng lại rất khó chịu. Trên đời này, thật là người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần đi, liền tính là hoàng thượng, cũng sẽ có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Thúy Trúc Hiên Nhìn con cá nước mắt vẫn luôn chưa từng nghe qua, Trương Sơn tưởng vừa rồi đại phu vì nàng nối xương khi quá đau duyên cớ, vội vàng quan tâm mà ôm chặt nàng nói, rất đau sao, con cá muội muội. Sơn ca ca, ta là thật sự đau lòng nha, ta tâm hảo đau đau quá nha. Ta cùng lưu đại ca xưa nay không quen biết thời điểm, hắn vì cái gì muốn cứu ta đâu, hiện giờ hảo, đem chính hắn tấp hại chết. Con cá ôm lấy Trương Sơn lên tiếng khóc lớn. Trương Sơn cũng là vành mắt đỏ lên nói, ta và ngươi giống nhau, nhớ tới chuyện này, liền đau lòng mà vô pháp hô hấp, nhưng là thánh ý khó trái nha, chúng ta thật sự đã bất lực. Buổi tối còn có canh một. Chương. Thiên lao dạ thoại. Thiên lao. Một tháng sau chạng vàng, con cá ở Trương Sơn nâng hạ, khập khiển mà đi vào thiên lao. Nàng tay chân thượng thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng là nếu hôm nay lại không tới thấy lưu nghị, chỉ sợ liền hắn cuối cùng một mặt đều không thấy được sơn ca ca ngươi cùng ta cùng nhau vào xem lưu đại ca đi nàng đối trương sơn nói trương sơn kỳ thật đã sớm nhìn ra lưu nghị đối con cá không ngừng là huynh muội chi tình nghĩ hắn liền phải buông tay nhân gian khiến cho hắn cùng con cá tụ tụ đi hắn không khỏi ưu thương mà nói con cá muội muội ta liền không đi vào về trước thúy trúc hiên ngươi hảo hảo cùng hắn tâm sự đi ai ngươi cái này ca ca là vì ngươi liền mệnh cũng có thể không cần Trương Sơn thật dài mà thở dài một hơi tiếp theo nói. Là nha, Sơn ca ca, điểm này ta biết. Vậy ngươi liền đi về trước đi, ta có thể sẽ trễ một chút trở về, tưởng cùng đại ca nhiều tâm sự. Con cá thẳng thắn mà nói, nàng phi thường cảm tạ Sơn ca ca tín nhiệm. Trương Sơn gật gật đầu cẩn thận mà dặn dò, trở về thời điểm, nhất định phải cẩn thận, chân của ngươi chân không có phương tiện. Có các nàng nha, ngươi yên tâm. Con cá chỉ chỉ mặt sau cung nữ hoàng thượng tuy rằng vẫn luôn không chịu thấy nàng nhưng là lại phái rất nhiều cung nữ tới hầu hạ nàng còn mỗi ngày truyền cho chính mình chẩn trị ngự y đi hỏi chính mình thương thế như thế nào hôm nay còn chuyên môn làm người bị ngự liễn cho nàng cùng trương sơn ngồi kỳ thật con cá cũng biết hoàng thượng là có khổ trung nhưng là nàng không thể trơ mắt mà mất đi chính mình thực thân thực thân người thật là không thể đủ nha thế gian cái gì đều có thể trọng tới duy độc là sinh mệnh vĩnh viễn không thể trọng tới sao ngươi lại tới đây Thương thế của ngươi hảo sao? Lưu Nghị chính an tĩnh mà ngồi ở trong phòng giam, thấy con cá đi đến, không khỏi ngoài ý muốn hỏi. Từ bị trảo tiếng thiên lao, hắn liền vẫn luôn là an tĩnh, phản phất đạm nhiên mà tiếp thu thuộc về chính mình vận mệnh, chỉ là không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy con cá, nàng còn không có rời đi cái này thì phi nơi sao? Con cá trong tay cầm một cái thực trổ, đối Lưu Nghị nói, Lưu đại ca, đây là ta thân thủ vì ngươi làm đồ ăn, này băng rượu hoa quả cũng là chúng ta thôn làm vì làm lưu đại ca có thể uống đến chính mình trong thôn nhưỡng rượu con cá làm trương sơn ở kinh thành đi mua nhà mình rượu tới lưu nghị nhìn có hai cái cái ly hai phó chén đũa liền đối con cá nói con cá muội muội hiện giờ nhìn ngươi có thể bình yên vô sự ta cũng liền chết cũng không tiếc ta xem ngươi như vậy vội vã tới xem ta xem ra ta đại nạn này cũng gần đi bởi vì chính mình chân không có phương tiện liền mỗi ngày làm trương sơn cổng chính mình đi dưỡng tâm điện cửa sau đó quỳ cầu hoàng thượng Hắn chính là không chịu thấy chính mình, hôm nay thấy Tiểu Triệu Tử ra tới, con cá còn trong lòng vui mừng, cho rằng sẽ có cái gì chuyển cơ. Không nghĩ tới Tiểu Triệu Tử một phen lời nói lại làm nàng tức khắc trở nên tuyệt vọng, con cá cô nương, vẫn là mời trở về đi. Hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không gặp ngươi, hoàng thượng làm ta cho ngươi mang câu nói, đi thiên lao nhìn xem ngươi kết nghĩa đại ca đi, ngày mai hắn liền phải cùng những cái đó vương gia vây cánh cùng nhau xử trảm. Nghĩ đến đây, con cá vành mắt đỏ. Không cần như vậy có thể có con cá muội muội rượu ngon hảo đất trồng rau đưa ta lên đường, ta cũng liền không uổng công cuộc đời này. Ngươi cùng Trương Sơn ở bên nhau không dễ dàng, nhất định phải hảo hảo mà yêu nhau, hảo hảo mà tồn tại. Kỳ thật ta thật sự. Lưu Nghị giờ phút này rất tưởng đối con cá nói ra câu kia thực thích ngươi nói, lại có nuốt đi xuống. Nếu chính mình đã là gần đất xa trời người, làm sao khổ cấp con cá tăng thêm cái gì phiền não đâu? Khiến cho nàng đi qua chính mình nhật tử đi, chỉ cần nàng là hạnh phúc chính mình nếu là ngầm có biết cũng sẽ mỉm cười cửu tuyền sinh mệnh có chút bí mật khiến cho nó tùy chính mình thi quốc trường chung ngầm đi nếu ngươi trước nay đều không có nhận thức ta nên có bao nhiêu hảo ngươi hẳn là vẫn là khoái hoạt vui sướng mà làm trò ngươi đại phu hành y tế thế con cá thương cảm mà nói lưu nghị rốt cuộc nhịn không được nói một câu muội muội ngươi mười phần sai kỳ thật ta từ nhỏ liền nhận hết người khác xem thường cùng khinh lăng liền tính ta thân sinh phụ thân cũng đãi ta như bỏ lý. Ở nhận thức muội muội lúc sau, mới có mấy ngày vui sướng nhật tử. Ta phi thường quý trọng chúng ta chi gian những cái đó ở chung nhật tử, còn có chúng ta chi gian. Thủ túc chi tình. Nếu có thể mang theo ca ca rời đi, trở lại chúng ta phú quý thôn, nên có bao nhiêu hảo. Chúng ta tựa như người một nhà giống nhau cùng nhau sinh hoạt, con cá nói tới đây, đã là khóc không thành tiếng. Đừng khóc, muội muội. Ngày mai lúc sau, liền đã quên ta đi đây là ngươi vì ca ca làm cuối cùng một việc lưu nghị vương tay đi nhẹ nhàng lau đi con cá trên mặt nước mắt mang theo mười vạn phần thương tiếc hắn trong lòng thầm nghĩ nếu là chính mình còn có kiếp sau chỉ nguyện lại cùng con cá gặp nhau liền tính là không thể đương nàng phu quân cũng muốn đương nàng thân sinh huynh trưởng nhất sinh nhất thế mà bảo hộ nàng nguyên lai thế giới này thật là không công bằng người tốt không có chết già người xấu lại bởi vì cơ duyên xảo hợp ung dung ngoài vòng pháp luật nhớ tới hạnh nhi cùng lệ nhi bởi vì bị vương gia trước mặt mọi người ném ra phủ đi giống như người vợ bị bỏ rơi thế nhưng bởi vậy tránh được này một kiếp mà lưu nghị cái này chỉ nhận vương gia một ngày nhi tử ngày mai lại phải bị đưa lên đoạn đầu đài con cá căm giận bất bình mà nói muội muội kỳ thật ta cả đời này là thực tịch liêu ta đã từng cho rằng mẫu thân sau khi qua đời chính mình liền cái có thể vướng bận người đều không có may mắn có thể mang theo ngươi cho ta này đó ấm áp ký ức lên đường ngày mai muội muội tuyệt đối không cần lại đến đưa ta, ca ca hy vọng ở ngươi trong lòng, vĩnh viễn là ngày xưa bộ dáng. Con cá nghẹn ngào mà nói, ở con cá trong lòng, ca ca vĩnh viễn là tốt nhất bộ dáng. Không nghĩ tới con cá trù nghệ như thế lợi hại. Lưu Nghị thấy nàng nước mắt không ngừng mà chảy xuống tới, chính mình như thế nào sát cũng sát không xong, liền dứt khoát ngồi xuống nhấm nháp con cá đưa tới thức ăn, mượn này dời đi nàng lực chú ý. Ta chỉ biết làm một ít đơn giản món ăn, ca ca không cần mô tán con cá. Nói, tuy rằng chỉ là đơn giản mấy thứ thức ăn, nhưng là từ chọn nhân tài đến nấu nướng, nàng đều không hề có mượn tay với người, chính là mỗi một mảnh rau xanh nàng đều như là tẩy đôi mắt nghiêm túc tẩy quá, mỗi một cái món ăn mặn nước cốt đều là nàng dùng suốt một ngày thời gian, tỉ mỉ ngao chế. Bởi vì Lưu Nghị là nàng tốt nhất đại ca, cho nên nàng muốn cho hắn làm trên đời ăn ngon nhất đồ ăn. Thật sự ăn rất ngon, rất giống ta mẫu thân làm đồ ăn, có chút đồ ăn chẳng những là đẹp ăn ngon, bên trong vẫn là trang tràn đầy cảm tình. Tựa như ta mẫu thân đồ ăn đối nhi tự ái, ngươi đồ ăn đối ta cái này ca ca tình. Lưu Nghị tự đáy lòng mà nói. Con cá cầm lấy chiếc đũa vì hắn chia thức ăn, ca ca thích liền ăn nhiều một chút. Lưu Nghị lại đổ một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, tự đáy lòng khen, thật là rượu ngon. Đây là các ngươi thôn ra cống rượu sao? Này rượu quả nhiên là ngọt hương vô cùng, dư vị vô cùng. Đại ca, hôm nay muội muội bồi ngươi, một say phương hưu. Con cá lau đi trên mặt còn sót lại nước mắt nói. Nếu ngày mai đại ca muốn đi, như vậy chính mình là thực hẳn là cười đưa đưa hắn, đừng làm hắn thấy chính mình đau khổ bộ dáng. Hai người chén rượu nhẹ nhàng một chạm vào, sau đó con cá cũng là một ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thống khoái, lại đến một ly. Ta tới cấp ngươi đảo một ly đi. Lưu nghị lại vì con cá mãn thượng một ly. Chương. Bóp chết hoàng thượng. Con cá lung lay mà từ thiên lao ra tới, xa xa mà thấy Trương Sơn đang ở gió lạnh trung chờ đợi. Nàng quăng vào trong lòng ngực hắn, mồm miệng không rõ hỏi, Sơn. Ca ca, ngươi không phải. Đi trở về sao? Nhà đầu ngốc, ta chính là biết ngươi trong lòng buồn, nhất định sẽ uống say. Ngẫm lại như thế nào cũng không yên tâm, cho nên lại đây nhìn xem ngươi. Trương Sơn đau lòng mà nói. Con cá nói năng lộn xộn mà nói, Sơn ca ca, ngươi. Thật tốt, nhưng là. Lưu đại ca, một chút cũng không tốt, hắn sẽ chết. Hảo, chúng ta trở về đi, không cần khổ sở. Trương Sơn trong lòng con cá, luôn luôn là thiên sập xuống nương chăn cái. Thật sự chưa từng có xem qua nàng như vậy bất lực bộ dáng, hắn cũng cảm giác phi thường đau lòng. Hắn thật cẩn thận mà đem con cá đỡ lên ngựa liễn, nơi xa có một đôi mãn hàm ưu thương đôi mắt đang ở thật sâu nhìn chăm chú nàng. Chờ đến ngựa liễn đi xa sau, người kia từ sau thân cây mặt đi ra, đi vào thiên lao. Nhìn thấy người này, sở hữu thiên lao mà người đều không khỏi quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng. Ta vào xem vương gia. Hoàng thượng nhàn nhạt mà nói. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy con cá như vậy mất đi thái độ bình thường bộ dáng, trong lòng âm thầm mà nói, con cá, chung quy là trẫm thực xin lỗi ngươi. Làm ngươi đau thất thân nhân, như vậy khổ sở. Ngục tốt vội vàng mang theo hoàng thượng mở ra nhà tù môn, vương gia nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái nói, ngươi đã đến rồi. Thấy hoàng thượng còn không hành lễ, Ngươi không muốn sống nữa. Ngục tốt tức giận nói. Hoàng thượng vẫy vẫy tay nói, ngươi đi ra ngoài. Nhưng là hắn là tử tù, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho hoàng thượng, chúng ta ở bên ngoài chờ, chỉ cần hoàng thượng kêu một tiếng, chúng ta liền sẽ tiến vào. Ngục tốt không yên tâm mà nói. Hoàng thượng nói, hoàng thúc sẽ không như thế đối rẫm, ngươi lui ra đi. Từ xưa đến nay thành giả vì vương người thua làm giặc, ta chất nhi, hôm nay là tới xem ngươi thúc thúc là cỡ nào nghèo túng sao vương gia lạnh lùng mà nói. Hoàng thúc, trẫm là không nghĩ ra, vì cái gì trẫm vẫn luôn như vậy tôn trọng ngươi, ngươi còn sẽ nghĩ mưu triều soán vị đâu. Hoàng thượng đối vấn đề này vẫn luôn không hiểu chút nào, đêm nay đi vào thiên lao, liền tưởng cởi bỏ trong lòng cái này nổi băn khoăn. Vương gia cười lạnh một chút nói, này ngôi vị hoàng đế vốn dĩ chính là của ta, bị ngươi phụ thân cướp đi. Ta sở dĩ nhẫn nại nhiều năm như vậy, đều là bởi vì khi đó ngươi tổ mẫu còn trên đời. Ta không nghĩ nàng ở sinh thời, thấy ta và ngươi phụ thân thủ túc trước tàn không nghĩ tới mẫu thân cùng ca ca lần lượt qua đời ngôi vị hoàng đế lại dừng ở ngươi cái này trẻ con trong tay ta như thế nào sẽ cam tâm nguyên lai ngươi đã mơ ước ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy hoàng thượng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ vương gia nhìn hoàng thượng đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống nói hoàng thượng ta chỉ cầu ngươi một việc ta đời này đối mọi người đều không có xin lỗi duy độc là đối ta trưởng tử lưu nghị Hắn mẫu thân là ta nhất thời hứng khởi từng có hoang tình nữ nhân, ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối bọn họ mẫu tử chẳng quan tâm. Hắn đối với ta mưu phản sự tình hoàn toàn không biết gì cả, là cái chính trực thiện lương hài tử. Ta thật sự sẽ hối hận nha, không nên ở một tháng trước nhận hạ hắn, làm hắn bồi ta hạ hoàng tuyền. Cầu hoàng thượng tha ta nhi tử lưu nghị đi. Vương gia dập đầu như mổ mễ. Hoàng thượng thấy ý chí sắc đá vương gia, phóng như vậy thê thiếp còn có tiểu nhi tử không màng, chỉ vì lưu nghị cầu một con đường sống. Trước mắt không khỏi lại hiện lên con cá bi thống bộ dáng, không khỏi thở dài nói, hoàng thúc, trẫm biết ngươi nhi tử lưu nghị tuyệt đối là người tốt, nhưng là trẫm tuyệt đối không thể buông tha hắn. Các ngươi hoàng tuyền trên đường, phụ tử hai khởi làm bạn đi. Nghe được hoàng thượng không chịu tha lưu nghị, vương gia không nghĩ tới chính mình như vậy đau khổ cầu xin, hắn vẫn là không chịu buông tha lưu nghị, không khỏi giận tưởng gan biên sinh, đột nhiên tiến lên bóp lấy hoàng thượng cổ, hôm nay hắn liền phải đem hoàng thượng sống sờ sờ bóp chết. Chương. Ái phi ôm chặt ta. Hoàng thượng bị véo đến không thở nổi, muốn cầu cứu, lại như thế nào cũng kêu không được. Hắn thật sự không nghĩ tới, vương gia sẽ đối chính mình hạ loại này độc thủ. Vương gia vốn dĩ chính là chinh chiến nhiều năm, trên tay sức lực cũng là phi thường đại, hoàng thượng cảm thấy chính mình ý thức đang ở chậm rãi mơ hồ trung. Người đâu, nhanh lên cứu hoàng thượng lúc này nhà tù ngoại truyện tới quen thuộc nữ tử thanh âm đối với kề bên tuyệt cảnh hoàng thượng tới nói giống như âm thanh của tự nhiên chúng ngục cốt vội vàng vọc vào bên trong nhanh chóng chế phục vương gia đem hoàng thượng cứu xuống dưới sau đó đối với vương gia tay đấm chân đá không cần lại đánh bãi giá hồi cung hoàng thượng lấy lại bình tĩnh dùng khàn khàn thanh âm nói dưỡng tâm điện ái phi hôm nay may mắn ngươi cứu trẫm mệnh chỉ là ngươi vì cái gì nửa đêm đi thiên lao loại địa phương kia đâu? Hoàng thượng ở quý phi bên tai nhẹ giọng hỏi. Ông sát hoàng thượng, quý phi ôm nhu nói, hoàng thượng, ngươi đang ngủ ngon giấc, đột nhiên một người lặng lẽ đi ra ngoài, ta tự nhiên biết hoàng thượng đi nơi nào. Đối với vương gia mưu phản Việt, hoàng thượng vẫn luôn lòng có tích tụ, không thể tiêu tan. Nhất định là mau chân đến xem vương gia, muốn một đáp án. Ái phi ngươi quả nhiên là trên đời nhất hiểu trẫm người. Hoàng thượng cảm động mà nói kỳ thật trẫm phụ hoàng đối ta luôn luôn là phi thường nghiêm khắc mà hoàng thúc đối ta phi thường yêu thương từ nhỏ sẽ dạy ta đọc sách viết chữ cưỡi ngựa bắn tên cho nên ở trẫm trong lòng cùng hắn tự hồ so đối phụ hoàng còn muốn càng thân cận một chút không nghĩ tới ngày xưa tình như phụ tử chúng ta ngày mai ta muốn chém đầu của hắn hôm nay hắn muốn ta mệnh quý phi nhìn hoàng thượng trên cổ xanh tím dấu vết đau lòng mà nói hoàng thượng ngươi cổ không có việc gì đi không có việc gì trẫm cổ không đau là trong lòng rất đau từ xưa đến nay vì cái này ngôi vị hoàng đế trong cung có bao nhiêu phụ tử sống mái với nhau huynh đệ tương tàn sự tình trẫm là thật sự rất mệt nha may mắn còn có ngươi từ nay về sau trẫm chỉ tin ngươi chỉ đem ngươi trở thành chân chính thân nhân thần thiếp cũng là nha ở cái này hậu cung mỗi người đều đối ta khẩu phật tâm xà chỉ có hoàng thượng đối ta như vậy chân thành chưa từng có đã lừa gạt ta Quý phi làm hoàng thượng nằm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ vỗ về hắn sợi tóc nói. Chỉ là trẫm chân thành cũng luôn là như vậy tàn khốc, như vậy đã thương người. Hoàng thượng nhớ tới chính mình trước nay ở nàng trước mặt, đều không có che giấu quá đối con cá cảm tình, nhất định làm nàng thực bị thương. Quý phi lặng lặng mà nói, làm thần thiếp tuyển nói, thần thiếp tha rằng muốn tàn khốc chân thật, đã thương người nói thật, cũng không cần những cái đó giống như mây khói thoảng qua mật ngữ ngọt ngôn. Ái phi, ngươi luôn là làm trẫm như thế cảm động chờ chuyện này hạ màn lúc sau, trẫm liền lập ngươi vì hoàng hậu. Hoàng thượng nói ra quyết định của chính mình. Nói thật, hiện giờ làm hay không hoàng hậu, thần thiếp đã không để bụng. Thần thiếp chỉ nghĩ vĩnh viễn như vậy, bồi ở hoàng thượng bên cạnh. Quý phi nói ra chính mình trong lòng lời nói, bắt đầu thời điểm, chính mình bị người nhà an bài tiến cung, chính là vì muốn một phần vinh hoa phú quý. Chính mình bất quá là trợ giúp người nhà thăng chức rất nhanh công cụ thôi. Nhưng là hiện tại nàng rất muốn giống con cá như vậy, kiên định bất di mà ái chính mình ái nhân. Liền tính là lại khổ lại mệt lại đau, cũng vĩnh không buông tay, vĩnh không nói hối. Không, chẳng phải cho ngươi nên được, bởi vì ngươi là ta thích nhất nữ tử. Hoàng thượng chân thật đáng tin mà nói. Tuy rằng không phải ái, nhưng là chính miệng từ hoàng thượng trong miệng nghe được thích hai chữ, quý phi không khỏi phi thường cảm động, hồi lâu mới nhiệt liệt mà nói, ngươi là ta yêu nhất nam tử. Ái phi, ông chặt ta, ta thật là cảm giác được thực lãnh thực cô độc chương. Hương thơm ôm ấp. Dưỡng tâm điện. Đây là lần đầu tiên hoàng thượng đối nàng dùng loại này bình thường phu thê khẩu khí nói chuyện, quý phi biết hắn đã chân chính đem chính mình trở thành thân nhân, cho nên mới sẽ như vậy bằng phẳng mà biểu hiện ra trong lòng cô độc cùng bất lực. Quý phi liền đem hoàng thượng ôm đến càng khẩn nói, ta ở đâu, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Nàng kia tuyết trắng hương thơm ôm ấp, làm hoàng thượng nháy mắt động tình. Giờ khắc này, hắn rất tưởng cùng nữ tử này cùng nhau hòa tan, từ đây phu thê một lòng, sống chết có nhau. Hoàng thượng môi quen cửa quen nẻo mà dò xét đi lên, chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi quý phi phấn môi. Quý phi nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này thật sâu hôn, là như thế ấm áp cùng ngọt ngào. Nàng cảm giác chính mình giống như là mùa xuân một gốc cây hoa, tùy ý ánh mặt trời nhẹ nhàng dừng ở đóa hoa thượng. Tùy ý chính mình truy đuổi kia ánh mặt trời, kia ánh mặt trời dừng ở trên cổ, là tô tô ngứa. Dừng ở núi tuyết thượng, là lệnh người run rẩy không thôi còn có hoàng thượng tay, độ ấm đều là như thế thoải mái say lòng người. Hắn ngón tay như vậy lâu lâu dài dài mà, dừng lại ở nàng anh điểm thượng, nhẹ nhàng mà chuyển động kia hai viên phấn hồng. Phản phất là một cái nhất thần kỳ cái nút, mỗi một lần hơi hơi chuyển động, đều làm quý phi trong lòng đột nhiên rung lại rung. Sau đó nàng ở hắn trong miệng, giống như mỹ vị, tinh tế nhấm nháp. Mỗi một lần hoàng thượng môi chỉ cần hơi chút rời đi một chút, quý phi ngay cả vội đem chính mình ngọc phong một lần nữa tặng đi lên, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, ta thích ngươi như vậy, đừng rời khỏi. Nàng thích loại này làm nàng nhất điên cùng vui sướng, nàng muốn loại này vui sướng càng dài càng lâu càng sâu một chút, tốt nhất là thẳng đến vĩnh viễn. Mỗi một lần hoàng thượng môi răng, cố tình lưu luyến, đều làm nàng phát ra nhất thanh thúy uyển chuyển quanh đề. Nàng muốn cho hoàng thượng biết, giờ phút này nàng rất vui sướng rất vui sướng, cho nên chút nào đều không nghĩ giấu giếm, nàng chính là muốn đem vui sướng lớn tiếng mà hô lên tới. Nàng hận không thể làm người trong thiên hạ đều biết, giờ phút này nàng ở hoàng thượng trong lòng ngực ở hoàng thượng trong tay ở hoàng thượng trong miệng như thế hạnh phúc cảm giác được chính mình môi núi tuyết đang ở nhanh chóng trở nên càng thêm cao cao đột khởi quý phi mặt cũng trở nên như hoa vũ mị động lòng người ánh mắt của nàng như tơ như mộng hoàng thượng biết nàng đã động tình lúc này mới làm chính mình ôn nhu mà tiến vào quý phi ngọc thể ở quý phi kia ấm áp nước suối hắn muốn tận tình mà đón dòng suối mà thường truy tìm kia đẹp nhất đào nguyên thâm chỗ nhẹ một chút hoàng thượng thần thiếp đã hoài long chủng quý phi ngượng ngùng mà nói đây là nàng hôm nay mới được đến chứng thực hoàng thượng có điểm do dự bắt đầu mấy tháng là không thích hợp như vậy điên cuồng ái ái quý phi xấu hổ ở bên tai hắn nói không có việc gì chỉ cần hoàng thượng càng ôn nhu một chút những lời này làm hoàng thượng như phụng thánh chỉ vội vàng nhẹ nhàng mà thay đổi cái sẽ không thương tổn quý phi tư thế phi thường ôn nhu mà bắt đầu phát động tiến công thấy hoàng thượng đối chính mình như thế thương tiếc quý phi không khỏi càng là động tình. Cảm giác được hoàng thượng đối đãi chính mình giống như là đối một kiện tuyệt thế trân bảo, sợ sẽ không cẩn thận làm nàng nát. Nàng cảm giác chính mình ngọc thể thực nhiệt thực nhiệt, thực mãn thực mãn, đó là hoàng thượng cùng nàng đã kín kẻ mà liền ở bên nhau, dùng thân mật nhất ái ái. Cái loại này bị nguồn nhiệt mềm nhẹ thúc đẩy cảm giác, thật là tuyệt không thể tả. Hoàng thượng đôi tay không dám dùng sức ôm chặt trụ nàng, liền vẫn như cũ ngừng ở để cho quý phi ý loạn tình mê địa phương hắn thực nhẹ thực nhẹ mà đem quý phi đẩy đến điên cùng bên cạnh vẫn cứ không dám nhanh hơn tốc độ cái loại này nhất kỳ dị vui sướng không nghĩ ngày xưa như vậy thế tới rào rạc lại vẫn như cũ ở bọn họ chi gian buông xuống chương máu chảy thành sông con cá vẫn là không cần nhìn hảo sao chúng ta hồi cung đi thôi trương sơn đối con cá nói nhìn người nọ đầu chen chút cửa chợ hắn thật là không đành lòng con cá đối mặt cùng lưu nghị tử biệt tối hôm qua con cá uống đến say mềm, vẫn luôn kêu lưu đại ca lưu đại ca, đêm không thành ngủ. Nếu là thay đổi thường lui tới, chỉ sợ Trương Sơn lại sẽ đánh nghiêng bình giấm chua, nhưng là hiện tại hắn học xong đứng ở con cá lập trường đi suy xét vấn đề. Trương Sơn biết con cá bất đồng với tầm thường nữ tử, nàng sinh mệnh cũng không chỉ có tình yêu. Còn có hữu nghị, còn có thân tình, đều là nàng phi thường coi trọng. Nàng đối những cái đó quay chung quanh ở nàng bên cạnh nam tử, chỉ có một loại bằng phẳng quan tâm cùng khiết tịnh cảm tình chính mình làm nàng tướng công không nên đối nàng hoài nghi cái này hoài nghi cái kia mà là muốn lý giải nàng tiếp thu nàng toàn bộ thế giới làm ta đưa lưu đại ca cuối cùng đoạn đường đi cả đêm vô miên đã có nhàn nhạt quần thâm mắt con cá cố chấp mà nói nếu lưu đại ca không cho nàng tới đưa khiến cho nàng tránh ở trong đám người lẳng lặng mà nhìn hắn đi lưu đại ca tuy rằng tuổi không lớn nhưng cũng xem như cô đơn cả đời người nàng không nghĩ làm hắn lẻ loi mà đi lên từ từ hoàng tuyền lộ Lúc này, mênh mông cuồn cuộn mấy trăm chiếc hình xe sử tới, mặt trên đều là mang trọng công tử hình phạm. Đằng trước là vương gia xe chở tù, hắn thấy lưu nghị xe chở tù vừa lúc ở hắn phía sau, không khỏi cao giọng kêu, con của ta, vi phụ duy nhất bạc đãi người. Chính là ngươi nha. Nghị nhi nha, nhớ kỹ nha, kiếp sau đầu thai nhất định không cần lại làm ta nhi tử. Cái này vương gia đối lưu đại ca vẫn là có điểm phụ tử chi tình, hiện tại đang ở đối hắn thiệt tình sám hối đâu. Con cá gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn xem. Trương Sơn Kỳ quái hỏi, "Con cá, nhiều người như vậy, còn như vậy ầm ĩ, ngươi như thế nào có thể nghe được vương gia nói chuyện đâu?" Ta nguyên lai like khi còn nhỏ cùng một cái giang hồ thuật sĩ, học quá một chút môi ngữ. Chỉ cần xem người khác môi là có thể biết hắn đang nói cái gì." Con cá nhàn nhạt mà nói. Trương Sơn kinh ngạc mà nói, "Trời ạ, à, này không khỏi quá thần kỳ đi." Ta không biết vì cái gì, ở trọng sinh lúc sau, Đối bất luận cái gì xem qua đồ vật đều là đã gặp qua là không quên được. Con cá trong lúc vô ý nói, một câu trọng sinh làm Trương Sơn hổ thẹn mà cúi đầu, chính mình cái này bụng dạ hẹp hòi nam nhân, suốt ngày cùng con cá so đo cái này cái kia. Con cá liền cái loại này sinh tử đại thù đều có thể buông, trước sau như một mà ái chính mình, nhớ tới thật là làm hắn xấu hổ. Cái gì trọng sinh nha? Bên cạnh Thủy Nhi tò mò hỏi. Trương Sơn cùng con cá nhìn nhau, những cái đó ngoan độc chuyện cũ vẫn là đừng nói ra tới ô uế thủy nhi lỗ tai đi không có gì bọn họ đồng thời nói thủy nhi thấy bọn họ trăm miệng một lời trong lòng có điểm ê ẩm chung quy bọn họ mới là thân nhất người chính mình ở bọn họ sống chết có nhau tình yêu bất quá là cái người ngoài như thế nào hôm nay chém đầu nhiều người như vậy nha thật sự là quá tàn nhẫn trương sơn nhìn kia rậm rạp xe chở tù không khỏi rùng mình một cái hôm nay chỉ sợ cửa chợ muốn máu chảy thành sông đây là vết gà dọa khỉ con cá cùng thủy nhi cùng kêu lên nói trương sơn nhìn bọn họ liếc mắt một cái rốt cuộc bọn họ đều là có học vấn người cho nên nói ra nói đều là văn Triếu trú hơn nữa nhất châm kiến huyết con cá ở ngắn ngủn nửa năm trong vòng cũng đã thâm đến vương chí viễn phụ thân toàn bộ chân truyền hắn lão nhân gia thế nhưng nói lại vô học vấn có thể giáo nàng thủy nhi cũng là vương chí viễn nhất đắc ý đệ tử bọn họ đối với học vấn chính sự đều có thực độc đáo sâu sắc giải thích chương con cá thất tâm phong. Liền tính là đương kim hoàng thượng như vậy nhân quân, ở trong triều kỳ thật cũng là có dị kỹ. Nương lần này vương gia mưu phản cơ hội, có thể đem những cái đó không phục chính mình người nhổ tận gốc, hoàng thượng làm sao nhạt mà không vì đâu. Bởi vì bọn họ ở trà lâu sát cửa sổ chỗ, bao một cái ghế lô nơi này phi thường thanh tĩnh, cho nên con cá mới nói thỏa thích. Tẩu tử phân tích đến quả nhiên thấu triệt, cùng Thủy Nhi cái nhìn giống nhau. Một cái chân chính quân vương quân vương phải đối bá tánh nhân ái, nhưng là đối với đối thủ cũng là cần thiết muốn hạ được sát thủ, mới có thể sáng tạo một cái chân chính thái bình thịnh thế. Thủy Nhi thưởng thức mà khen. Trương Sơn cảm thấy chính mình nhìn thao thao bất tuyệt bọn họ, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe phần. Hắn đột nhiên âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải cùng con cá hảo hảo học học vấn, nhất định không thể cùng nương tử khoảng cách ly đến quá xa. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn là bị một ít sôi nổi hỗn loạn vụn vặt sự tình sở khiên vướng, đã thật lâu không có bưng lên sách vở. Như vậy là không được, con cá bởi vì trọng sinh lúc sau, có được hơn người trí nhớ, chính mình hiện tại cũng chỉ có thể vọng này bóng lưng. Hai cái yêu nhau người chỉ có cùng nhau đi trước, mới có thể càng có ăn ý, cũng có thể đi được xa hơn. Lúc này tù phạm nhóm đều hạ xe chở tù, nhìn Lưu đại ca bị áp xuống dưới, con cá đột nhiên trầm mặt. Thủy Nhi, ngươi đại biểu ta và ngươi ca, cấp Lưu đại ca lại kính chén nước quán ba. Con cá cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt băng rượu hoa quả, phân phó Thủy Nhi này rượu thả thuốc tê, có thể cho lưu đại ca nháy mắt mất đi tri giác. Như vậy liền không cảm giác được lâm chung khi, lưỡi dao sắc bén chém đầu đau nhất. Trạng nguyên lan tới, trạng nguyên lan tới. Mọi người thấy tân khoa trạng nguyên lan cầm một bầu rượu, đi xem tử hình phạm, không khỏi tò mò mà kêu to. Thủy Nhi cao trung sau, đã từng cùng bản nhãn thám hoa cùng nhau, phụng hoàng thượng thánh chỉ dạo phố, đại gia đối như vậy một cái ngây ngô hài tử, cư nhiên bị hoàng thượng thâm điểm vì trạng nguyên, đều cảm thấy rất kỳ quái. Nói đến cũng khéo, mặt khác hai cái bản nhãn hòa đàm lời nói đều là 40 có hơn người, lại cung cung kính kính mà đứng ở cái này tiểu hài tử mặt sau, cũng thành kinh thành nhà nhà đều biết kỳ quan. Liền thuyết thư người, đều đem này đoạn chuyện xưa xếp vào bình thư, quản vì truyền sướng. Trạng Nguyên Lan, ngươi là tới xem vương gia sao? Giám thị quan khiếp sợ. Này hoàng thượng điểm trạng nguyên cũng dám công khai mà tới xem mưu phản người sao? Không phải, ta là tới xem lưu nghị, cũng chính là vương gia trưởng tử. Thủy Nhi đúng sự thật mà nói. Nhìn thoáng qua cái kia ngọc thụ lâm phong công tử, giam trảm quan cũng cảm thấy rất là đáng tiếc, hảo hảo một cái tuấn thư sinh, chỉ cần tới rồi buổi trưa, liền phải đầu rơi xuống đất. Xa xa mà đứng ở trên lầu, nhìn Thủy Nhi cấp lưu nghị đệ rượu, lại nhìn tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch, con cá đột nhiên cười. Ngươi làm sao vậy? Trương Sơn thật là bị nàng cấp kinh trứ, con cá không phải bởi vì quá độ thương tâm, được cái gì thất tâm phong đi nhưng là xem ánh mắt của nàng rồi lại trong trẻo vô cùng không giống như là cái loại này tình huống nha chúng ta hai vợ chồng cùng nhau hồi cung đi ta nghĩ tới một chuyện tốt con cá thần thần bí bí mà nói trương sơn có điểm không cao hứng mà nói nương tử ngươi chính là thích nhất úp úp mở mở ngươi nói cho ta là cái gì chuyện tốt được không này chém đầu không hảo chơi ta không nghĩ nhìn chúng ta cũng không cần chờ thủy nhi chờ lát nữa làm chủ quán chuyển cáo hắn làm chính hắn hồi trạng nguyên phủ là được con cá cười hì hì kéo trương sơn đi đến dưới lầu dặn dò chủ quán vài câu liền thừa hai thừa nhuyễn kiệu hồi cung chương nhậm người bài bố con cá lôi kéo trương sơn tay vừa mới đi vào thúy trúc hiên đại môn liền nghe được tiểu điệp thanh thúy thanh âm con cá cô nương các ngươi nhân tính đã trở lại nhà của chúng ta chủ tử đợi ngươi thật lâu ta cũng đang muốn đi bái kiến quý phi đâu con cá thấy tiểu điệp ngoài ý muốn xuất hiện càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Tham kiến quý phi nương nương. Thấy quý phi đã bình yên mà ngồi ở Thúy Trúc hiên cái bàn bên cạnh, Trương Sơn cùng con cá cung cung kính kính mà hành lễ nói. Được rồi, miễn lễ đi. Con cá muội muội nha, bổn cung chờ ngươi chờ đến bụng đều đói bụng. Quý phi đứng lên, lôi kéo con cá tay, thân mật mà nói. Không biết quý phi nương nương có cái gì chuyện tốt tìm ta sao? Con cá thấy Thúy Trúc hiên nội không có người ngoài, liền trực tiếp hỏi Quý phi vỗ vỗ nàng mu bàn tay nhẹ giọng nói, hảo cái băng tuyết thông minh nha đầu. Nàng đối với bình phong mặt sau nhẹ giọng kêu, tiểu tân tử, xuất hiện đi. Trương Sơn thấy người tới, tức khắc miệng biến thành một cái đại đại A tự. Cái này ra tới tiểu thái giám bộ dáng người, thế nhưng là lưu nghị. Mắt thấy các ngươi liền phải ra cung, bổn cung cũng không có gì hảo đưa các ngươi, cũng chỉ tưởng đưa các ngươi một phần lễ mọn. Cái này tiểu thái giám tên là Lưu Tân, đảo còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền đi theo các ngươi bên cạnh hầu hạ đi nhìn lưu đại ca bình yên vô sự con cá không khỏi trong lòng cảm động vạn phần đối với quý phi quỳ xuống liên tục dập đầu nói đa tạ quý phi đa tạ quý phi trương sơn lúc này cũng phản ứng lại đây cũng đi theo con cá cùng nhau khái vang đầu tiểu tân tử từ nay về sau ngươi trước kia thân phận liền không có ngươi chính là bổn cung ban cho con cá vợ chồng người hầu biết không lần này ra cung lúc sau ngươi vĩnh viễn cũng không cần lại trở lại kinh thành, để tránh nhiều sinh sự tình. Quý Phi lời nói thấm thía mà dặn dò Lưu Nghị nói. Lưu Nghị cũng không nghĩ tới tối hôm qua chính mình ở say mềm lúc sau, mơ hồ xuôi tai đã có một nữ tử thanh âm, người tới, đem hắn mang về. Vì thế hắn liền như vậy mơ màng hồ đồ mà bị đưa tới Quý Phi trong cung, Quý Phi mệnh một cái gần người thái giám, đem hắn giả dạng thành thái giám bộ dáng, liền râu đều cạo cái sạch sẽ, sau đó sáng sớm tinh mơ mang theo hắn đi vào này Thúy Trúc Hiên chờ hắn nhậm những người này bài bố, thả xem bọn họ muốn làm cái gì. Không nghĩ tới quý phi cũng dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, cứu chính mình đi vào con cá nơi này, cũng chính miệng hứa hẹn làm con cá mang theo chính mình đi. Nghĩ về sau có thể cùng âu yếm nữ tử cùng nhau cùng ở ở dưới một mái hiên, hắn trong lòng đối quý phi tràn đầy cảm kích chi tình. Nhiều chút quý phi tái tạo chi ân. Hắn cũng một cung rốt cuộc nói. Quý phi lại nhìn con cá nói, con cá, ngươi mang theo bọn họ đi thôi về sau trời cao mặt chim bay, biển rộng tùy cá lội, ngươi chỉ lo yên tâm mà đi đi con đường của ngươi. Nhưng là nhớ kỹ, này hoàng cung chính là ngươi nhà mẹ đẻ, bổn cung là ngươi thân tỷ tỷ, hoàng thượng là ngươi thân tỷ phu, nếu Trương Sơn dám can đảm khinh, phụ ngươi, bổn cung cùng hoàng thượng nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Trương Sơn nghe xong lời này, nói giỡn mà nói, chính là mượn tiểu dân gan tày trời cũng không dám khi dễ hoàng thượng cùng nương nương muội muội, ta tự nhiên sẽ đem nàng đương quan thế âm như vậy mỗi ngày cung phụng như thế rất tốt. Quý phi nghe xong hắn nói không khỏi hơi hơi mỉm cười, cái này nam tử chẳng những mạo như Phan An, quả thực vẫn là rất thú vị, khó trách con cá Liền nương nương đều không lo, muốn đi theo hắn làm một người thông phụ. "Hảo, bổn cung muốn bồi hoàng thượng dùng cơm trưa." cung tiễn nương nương. Nhìn quý phi bóng dáng đi xa sau, Trương Sơn tò mò hỏi, "Con cá, ngươi là như thế nào biết pháp trường người kia không phải lưu nghị đâu?" "Chương." Lưu tại trong cung. Thúy Trúc Hiên hôm nay tuy rằng đi trà lâu, nhưng là ta liền một miệng trà đều không có uống đâu. Hiện tại thật là khát nước đến muốn mệnh, hoặc là Sơn ca ca cho ta tới một ly bái. Con cá hờn dỗi mà nói. Trương Sơn yêu thương mà nhéo nhéo nàng mặt nói, ngươi cái này hư nha đầu, vừa thấy Sơn ca ca sốt ruột, liền phải úp úp mở mở. Được rồi, ta cho chúng ta gia quan thế âm nương nương châm trà. Hắn cho nàng đổ một ly trà, con cá vừa định duỗi tay đi tiếp, lại bị hắn một phen ôm vào trong lòng ngực ta ngoan ngoãn con cá, ca ca uy ngươi. Con cá ở hắn trong tay ngoan ngoãn há mồm uống xong trà sau, Trương Sơn nói, hiện tại có thể nói cho ta đi, bằng không ta có thể muốn tha cho ngươi ngứa. Không muốn không muốn, ta nói chính là. Con cá là sợ nhất ngứa, vội vàng xin khoan dung. Nàng ông lấy Trương Sơn cổ, thổi khí như lan mà nói, Sơn ca ca là cái dạng này, lúc ấy ta không phải làm thủy nhi cấp lưu đại ca đưa cái loại này thả thuốc tê rượu sao lúc ấy ta thấy hắn là dùng tay phải tiếp nhận chén, ngươi cùng lưu đại ca ở chung lâu như vậy, hẳn là biết hắn là cái thuận tay trái đi. một người cái gì đều có thể thay đổi, nhưng là duy độc cái này thói quen là vô pháp thay đổi. hơn nữa người kia nhìn kỹ so lưu đại ca càng mảnh khảnh chút, ta tối hôm qua mới cùng hắn cùng nhau uống rượu, gì đến nỗi trong một đêm liền gầy thành cái loại này bộ dáng. trương sơn bội phục mà nói, con cá a, à, ngươi thật là tâm tế như trần nha. ta như thế nào không nghĩ tới đâu đúng rồi, ngươi như thế nào biết quý phi sẽ mang theo lưu đại ca ở chúng ta trong cung chờ đâu? Hoa nhiều như vậy công phu, tìm một cái bộ dáng tương tự tử tù thay thế lưu đại ca chém đầu. Khẳng định là muốn giấu trời qua biển, trọng buông tha hắn. Ta biết chỉ cần chúng ta hồi cung, nhất định có kinh hỷ đang chờ chúng ta. Ngươi còn đừng nói, lưu đại ca giả thành tiểu thái giám bộ dáng thật đúng là hảo chơi. Con cá khanh khách mà cười nói. Thật là càng nói càng kỳ cục. Trương Sơn thấy nàng mấy ngày này mỗi ngày đều là mặt ủ mày cho bộ dáng, hôm nay thế nhưng như là cái nghịch ngợm tiểu nữ hoa. Nàng cười rộ lên mà bộ dáng, thật là đáng yêu cực kỳ, không khỏi ở môi nàng nhẹ nhàng một mổ nói. Khi mềm mại xúc cảm làm hắn tức khắc động tình, liền cười nói, ta phải phong rất ngươi này xấu xa cái miệng nhỏ mới được. Con cá vương ngón trỏ, đối với Trương Sơn vũ mị mà câu lấy, mị nhãn như tơ mà nói, Sơn ca ca, ta thích đâu. Ngay sau đó, hôn nồng nhiệt hồi lâu trương sơn mới lưu luyến không rời mà buông ra con cá môi nàng cánh môi là như thế ngọt thanh thơm ngọt làm hắn thật là thực luyến tiếc chỉ là quý phi lần này giúp chúng ta sợ ngày sau hoàng thượng biết sau sẽ giáng tội với nàng nghĩ như vậy lên thật là làm ta không đành lòng nha con cá vương ung tùng ngón tay ngọc điểm một chút trương sơn cái tráng nói ngươi cái này ngốc ca ca nếu không có hoàng thượng cho phép nàng làm sao dám làm như vậy đâu hoàng thượng có hắn khổ trung không thể đáp ứng chúng ta buông tha lưu đại ca nhưng là hắn nói vậy cũng biết hắn là vô tội đi hoàng thượng nếu giết như vậy nhiều người lại như thế nào sẽ để ý lại nhiều sát một cái đâu kỳ thật vẫn là bởi vì không nghĩ làm con cá ngươi thương tâm chỉ là chuyện này rốt cuộc hạ màng chúng ta ngày mai liền hồi phú quý thôn đi thôi này hậu cung vốn là hoàng thượng phi tần cư trú địa phương ta đãi ở chỗ này giống như có điểm không quá thích hợp trương sơn ôn nhu nói ta không sao ta cảm nhớ hoàng thượng đối ta này phân tình ý muốn lưu tại trong hoàng cung một đoạn thời gian đâu. Con cá cố ý đậu nàng. Trương Sơn khẩn trương hỏi, thật vậy chăng? Ngươi phải ở lại chỗ này. Ta con cá nói chuyện luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, nói lưu lại liền lưu lại. Con cá gật gật đầu nói. Chương. Ngoan ngoãn con cá. Thúy Trúc Hiên. Trương Sơn chiếu con cá vai ngọc nhẹ nhàng mà cắn một ngụm nói, nhanh lên, ngươi rốt cuộc nói hay là không? Ta muốn hướng hoàng thượng muốn một phần thần bí lễ vật. Con cá nói xong lúc sau, cười cắn ngược lại Trương Sơn mặt một ngụm. Chỉ là hàm răng một đụng tới hắn mặt, liền hóa thành một cái thơm ngọt hôn. Cái gì thần bí lễ vật nha? Nói cho ca ca nghe đi, cá bảo bảo. Trương Sơn cảm thấy chính mình gần nhất đều thành lòng hiếu kỳ cường tiểu hài tử, từ buổi sáng bắt đầu, một cái tiếp theo một vấn đề hỏi. Hơn nữa là không biết đáp án, liền một bộ thề không bỏ qua bộ dáng. Con cá cố tình thần bí mà bấm tay tính toán nói, canh giờ này, hoàng thượng hẳn là đang ở dùng cơm trưa đâu. Chờ lại quá một nén nhang công phu, ngươi sẽ biết. Nhưng là chúng ta còn không có ăn cơm đâu. Trương Sơn lúc này mới cảm giác bụng lộc cộc lộc cộc vang đâu. Con cá đứng lên nói, chúng ta đi phòng bếp tìm điểm ăn đi. Trương Sơn lại đem nàng kéo xuống tới nói, yêu thương mà ôm chặt nàng nói, ta ngoan ngoãn con cá, lại làm ca ca hảo hảo ôm ngươi một cái. Mấy ngày này ngươi tâm tình không tốt, rất ít làm ta ôm, hôm nay làm ta quá xuống tay nghiện. Sơn ca ca, ngươi tay như thế nào như vậy không thành thật nha. Con cá đang ở hưởng thụ này ngọt ngào ôm ấp, đột nhiên cảm giác được phía trước chợt lạnh, chính mình vạt áo thế nhưng đều bị Trương Sơn giải khai. Một đôi ngạo nhân thỏ ngọc, toàn bộ đều từ vạt áo trung chảy. Xuống ra tới. Nàng một bên nói, một bên nhìn nhìn môn, may mắn lưu đại ca đi ra ngoài thời điểm đã đóng lại. Ngươi biết ta thích nhất con cá bảo bảo thỏ trắng bảo bảo. Trương Sơn đem đôi tay đều vói vào nàng phía trước vạt áo, ở con cá thỏ ngọc thượng một trận mảnh, xoa. Con cá ta đói bụng. Trương Sơn nhắm mắt lại, cảm giác kia mềm mại xúc cảm, thật là rất tốt đẹp cảm giác. Chúng ta đây đi ăn cơm đi. Con cá tại đây trong cung luôn là có điểm lo lắng hải hùng, nơi này thái giám cùng cung nữ quá nhiều, lại nói hiện tại là cơm trưa thời gian, nói không chừng khi nào cung nữ liền bưng thức ăn ở ngoài cửa chờ đợi. Cái loại này phu thê chi gian tình sự, chỉ có thể lưu đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể mỹ mỹ hưởng thụ ca ca không cần ăn cơm, ca ca muốn ăn mới mẻ nhất con cá. Chính là ca ca trong tay này mỹ nhân ngư, lại bạch vừa thơm vừa mềm. Trương Sơn đem con cá chuyển qua tới, thay đổi một chút nàng dáng ngồi, làm nàng tách ra hai chân, đối mặt chính mình ngồi, sau đó dúi đầu vào nàng thỏ trắng. Đây là ta trước khi dùng cơm điểm tâm ngọt tâm, tiểu thỏ ngọc màng thầu. Trương Sơn hồi lâu mới ngẩng đầu ánh mắt mê ly mà nói. Con cá bị hắn môi dảo đến tâm như ngọc hoa, nói mê mà nói, còn không phải chính thức ăn cơm sao là nha chỉ là trước khi dùng cơm điểm tâm sau đó là chúng ta cùng nhau hưởng dụng tình yêu thịnh yến trương sơn dùng lưỡi tim nhẹ nhàng cắn thỏ ngọc màng thầu sau đó trượt xuống muốn dùng môi khoan đi con cá đai lưng hư ca ca nam nhân không xấu nữ nhân không yêu trương sơn cợt nhã mà nói sơn ca ca đời này chỉ cho đối ta hư ha con cá ở trên mặt hắn nặng nề mà hôn một cái nói đây là ta che lại con dấu ngươi là của một mình ta. Những lời này vừa nói ra tới, nàng lại nghĩ tới Thanh Hà, đột nhiên trầm mặt. Con cá cô nương, Trương Sơn, Hoàng thượng thỉnh các ngươi qua đi cùng nhau dùng cơm trưa. Lúc này bên ngoài truyền đến một cái sắc nhọn thanh âm. Nghe được bên ngoài truyền đến tiểu triệu tử thanh âm, con cá vội vàng từ Trương Sơn trên đùi đứng lên. Sửa sang lại một chút tán loạn quần áo. Bị Hoàng thượng bên cạnh thủ tịch thái giám, thấy bọn họ phu thê chi gian thân mật, kia nhiều ngượng ngùng. Chương nhờ họa được phúc dưỡng tâm điện hoàng thượng con cá cùng trương sơn đã mang đến tiểu triệu tử ở bên ngoài cao giọng bẩm báo nói mau mời bọn họ vào đi hoàng thượng vội vàng nói nhìn hoàng thượng vui vẻ bộ dáng quý phi cảm thấy trong lòng cảm thấy có điểm không thoải mái hoàng thượng này vừa định động chiếc đũa như thế nào đột nhiên nghĩ đến triệu con cá vợ chồng tới dùng cơm trưa kỳ thật nàng tuy rằng biết rõ con cá đội trưởng tình thâm ý trọng là vĩnh viễn không thích hoàng thượng nhưng vẫn là có điểm ê ẩm lúc này nàng ở cái bàn phía dưới tay bị hoàng thượng nhẹ nhàng mà cầm hoàng thượng mỉm cười nói ái phi ta tưởng nơi này sự tình đã hạ màng con cá vợ chồng khẳng định phải đi này đúng liền tính là chúng ta cho bọn hắn tiệc tiễn biệt đi quý phi nghe xong những lời này không khỏi lộ ra mê người tươi cười nhìn con cá lôi kéo trương sơn tay tiến vào hoàng thượng ở trong lòng thầm nghĩ hai người kia nhìn qua luôn là như thế ngọt ngào thật là làm người chỉ tiện uyên ương không tiện tiên nha con cá trương sơn nhị vị mời ngồi đi này bữa cơm liền tính là trẫm cho các ngươi tiệc tiễn biệt hoàng thượng ôn hòa mà nói con cá thục không câu nệ lễ mà nói vừa rồi quý phi cùng ta nói hoàng cung chính là ta nhà mẹ đẻ nàng là ta tỷ tỷ ngươi là của ta tỷ phu ta hiện tại còn không nghĩ đi đâu chẳng lẽ tỷ phu muốn đuổi ta đi không thành trương sơn nghe được con cá cùng hoàng thượng nói chuyện thế nhưng giống như đối đãi người nhà giống nhau. Không khỏi âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh, không khỏi trộn kéo một chút nàng tay áo. Con cá nhìn hắn một cái, nàng biết tướng tôn ý tứ. Nhưng là hoàng thượng cũng là người nha, làm gì muốn mỗi lần đều ngước nhìn hắn đâu. Nghe được quý phi cư nhiên như vậy đối con cá nói, hoàng thượng sâu sắc cảm giác nàng thật là cái hiền lương thuộc đức nữ tử. Nắm lấy tay nàng không tự chủ được mà thật mạnh nắm nàng một chút, sau đó mới buông ra. Đương nhiên sẽ không, con cá muội muội. Ngươi tưởng ở bao lâu, liền ở bao lâu." Quý phi vội vàng nói. Hoàng thượng gật gật đầu nói, "Ngươi tỷ ý tứ chính là trẫm ý tứ." "Ta còn tưởng hướng tỷ phu đòi lấy một thứ." Con cá cười hì hì nói. Hoàng thượng nói, "Ngươi cứ việc nói đi, ngươi đã là trẫm." "Cô em vợ không bằng trẫm liền phong ngươi vì quý phi làm muội muội, nhất phẩm phu nhân như thế nào?" "Đây là chúng ta cùng hoàng thượng quý phi bí mật." liền không cần hạ chỉ làm thiên hạ đều biết con cá vội vàng nói như vậy ngươi nói muốn muốn cái gì hoàng ngươi tỷ phu tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi về sau không có người khác ở thời điểm ngươi cùng trương sơn liền xưng hô ta cùng hoàng thượng tỷ 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 phu liền hảo như vậy đại gia cảm giác thân cận một chút quý phi thật sự không nghĩ ra được con cá có cái gì muốn nàng là không tin con cá sẽ muốn cái gì vàng bạc châu báu linh tinh đồ vật nếu con cá nguyện ý nàng thậm chí có thể trở thành này hoàng cung tôn quý nhất nữ tử. Tỷ 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 phu, ta muốn học võ công, cùng trong cung đại nội cao thủ học. Con cá nói ra muốn đồ vật. Con cá muội muội, vì sao ngươi đột nhiên nghĩ đến học võ công? Quý phi kỳ quái hỏi. Ta từ gã cho Sơn ca ca lúc sau, chỉ nghĩ cùng hắn quá một chút bình tĩnh nhật tử. Nhưng là không nghĩ tới như vậy một chút nho nhỏ yêu cầu, lại là như vậy khó. Nếu ta sẽ tuyệt thế võ công nói, cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà bị vương gia nắm chặt vương phủ khiến cho nhiều như vậy phong ba may mắn lần này nhờ họa được phúc có thể vạch trần vương gia giả tâm nguyên lai ta chỉ nghĩ đến hướng ân sư lãnh giáo học vấn nghĩ đọc sách mới có thể hiểu lý lẽ nhưng là ta hiện tại cảm thấy học võ cũng rất quan trọng có thể bảo hộ chính mình bảo hộ người nhà hoàng thượng gật gật đầu lại lắc đầu nói trẫm có thể đáp ứng ngươi nhưng là học võ cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình những cái đó đại nội cao thủ mỗi người đều là từ nhỏ tập võ, muốn mười mấy năm thời gian mới có thể học được. Chương Hoàng thượng khó xử con cá Dưỡng tâm điện Chẳng lẽ con cá muốn ở trong cung đãi mười mấy năm sao? Hoàng thượng nghĩ đến đây, không khỏi mừng thầm. Trương Sơn nhìn con cá liếc mắt một cái, tóm lại nàng ở nơi nào, gia liền ở nơi nào, nếu nàng thích ở tại trong hoàng cung, chính mình cũng liền tùy nàng. Con cá, nếu ngươi liền tưởng lưu lại nơi này, Mặc kệ nhiều ít năm, ta cũng sẽ bồi ngươi." Trương Sơn chân thành mà nói. Hung hăng mà Trừng Mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con cá lớn tiếng nói, "Chúng ta ở chỗ này trụ mười mấy năm, Thanh Hà muội muội làm sao bây giờ, ngươi trở về thời điểm, chỉ sợ các ngươi hài tử đã cùng ngươi giống nhau cao." "Thanh Hà muội muội, các ngươi hài tử?" Hoàng thượng cùng Quý phi nhìn nhau. "Con cá muội muội, đây là có chuyện gì nha?" "Như thế nào Trương Sơn còn có thiếp thị sao?" quý phi nhịn không được hỏi. Trương Sơn ấy nấy mà nhìn con cá liếc mắt một cái nói, Thanh Hà là ta tiểu thiếp, hiện tại nàng đã có ta cốt nhục. Hoàng thượng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con cá tốt như vậy nữ nhân, người nam nhân này cũng không hiểu đến quý trọng, còn muốn cưới một nữ nhân trở về, phân mỏng hắn ái. Con cá vội vàng thế Trương Sơn nói chuyện, Thanh Hà muội muội là cái thực tốt nữ nhân, chúng ta vốn dĩ chính là khuê trung bạn thân, cho nên ta. Cùng nàng cũng ở chung đến phi thường hòa hợp. Hòa hợp. Hoàng thượng trong lòng thầm nghĩ, này trong cung chính mình có tam cung lục viện 72 phi tần, cái nào thấy không phải tỷ tỷ muội muội mà kêu đến thân thiết, chỉ sợ trong lòng lại là mặt khác một chuyện. Giống quý phi như vậy đem giấm phóng tới trên mặt tới ăn nữ tử, cũng đã là phi thường đáng quý. Thật sự tưởng tượng không ra, chính mình hảo bằng hữu thành chính mình tướng công tiểu thiếp, con cá là như thế nào một loại tâm tình. Hảo, tỷ 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 phu, chúng ta nói hồi chính đề đi ta không chuẩn bị trụ trước 10 năm tám tái, ta chỉ nghĩ trụ một tháng, tỷ phu khiến cho những cái đó thị vệ tại đây một tháng đem bọn họ kia vượt nóc băng tường, lóe chuyển xe dịch, đau thương kiếm kích công phu đều dạy cho ta. Ha ha ha, con cá, ngươi thật là quá thú vị, liền tính bọn họ đều chịu dốc túi tương thụ, ngươi như vậy cái đầu nhỏ cũng khi nữa sẽ không tiếp thu được nha. Trương Sơn vội vàng kiêu ngạo mà nói, nhà của chúng ta con cá, đó là có tiếng đã gặp qua là không quên được, chỉ cần nàng gặp qua đồ vật, chỉ cần một lần, vĩnh viễn đều sẽ lưu tại nàng trong óc. Thật vậy chăng? Hoàng thượng rất có hứng thú mà nói. Quý Phi cũng cảm thấy rất thú vị, liền đối hoàng thượng nói, chúng ta hôm nay liền tới kiến thức một chút con cá muội muội loại này bản lĩnh như thế nào. Hoặc là hoàng thượng cùng ta đánh thứ đánh cuộc đi, thắng khiến cho sở hữu thị vệ đều đem nhất giữ nhà bản lĩnh đều truyền cho ta. Nếu ngươi thua đâu? Hoàng thượng truy vấn nói. Con cá sang sản mà nói, tùy tiện ngươi. Hoàng thượng nhìn nàng một cái, trong lòng tưởng ta nếu là muốn nạp ngươi vì phi đâu. Quý phi cũng khẩn trương mà nhìn hoàng thượng, sợ hắn nói ra cái gì làm chính mình thương tâm nói tới. Trương Sơn càng là lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa, sợ đến muốn mệnh. Như vậy đi, nếu ngươi thua, ta liền phạt ngươi cho ta ba ngày đầu bếp nữ, nấu cơm cho ta cùng tỷ tỷ ngươi ăn. Hoàng thượng những lời này vừa ra, làm mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hành nha, đây là nhà của chúng ta con cá sở trường nhất tuyệt sống trương sơn vui vẻ mà nói hoàng thượng nghĩ nghĩ đối với nói trẫm không thể lấy những cái đó cái gì tứ thư ngũ kinh tới khảo ngươi hẳn là này đó ngươi đã đọc qua đúng rồi liền đem này từ đầu tới đuôi xem một lần lại đọc cho ta nghe đi nhìn hoàng thượng đưa cho con cá kia quyển sách quý phi cười nói hoàng thượng này không phải làm khó ta con cá muội muội sao chương con cá ma lực dưỡng tâm điện ái phi trẫm không phải làm khó nàng trẫm là muốn nhìn một chút nàng đã gặp qua là không quên được thật công phu hoàng thượng vỗ vỗ quý phi mu bàn tay nói con cá lấy quá thư tới vừa thấy cư nhiên là bổn kinh phật không khỏi tò mò hỏi hoàng thượng ngươi nơi này như thế nào sẽ có kinh phật đâu nàng nghĩ đến đường đường một quốc gia thiên tử cư nhiên quỳ gối vật đường trước trong tay còn cầm xuyến phật châu trong miệng lẩm bẩm bộ dáng không khỏi bật cười không phải trẫm là lần trước mẫu hậu tới xem ta không cẩn thận đánh rơi ở chỗ này Hoàng thượng thẳng thắn mà nói. Trương Sơn nhìn nhìn mặt trên tự, còn hảo không phải cái loại này rất khó xem hiểu loại hình. "Hảo, hảo, vẫn là trước dùng bữa đi, thật sự hảo đói bụng." Quý phi hờn dỗi mà đối hoàng thượng nói. Hoàng thượng gật gật đầu nói, "Là nha, trước dùng bữa đi." "Trương Sơn, con cá." Trẫm mệnh tất cả mọi người lui xuống, chính là vì cho các ngươi không cần giữ lễ tiết. Dùng cơm xong sau, sai người đem cơm canh đều triệt đi ra ngoài con cá bắt đầu nghiêm túc mà nhìn kia bổn kinh phật chuẩn xác mà tới nói này cũng không phải cái loại này thường thấy lỗ trống kinh phật mà là một ít xuất từ kinh phật làm người thanh tâm đạm nhiên nói tinh tế đọc tới dư hương miệng đầy nàng thế nhưng đều xem đến mê mẩn sau khi xem xong nàng bắt đầu ngâm nga hoàng thượng cầm thư nghe nàng lưu loát mà ngâm nga nhất thiết hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ứng làm như thế xem có nguyên nhân có duyên tập thế gian, có nguyên nhân có duyên thế gian tập, có nguyên nhân có duyên diệt thế gian, có nguyên nhân có duyên thế gian diệt. trời ạ, à, trời ạ. À. quý phi cũng chim nhỏ nép vào người mà ý ở hoàng thượng bên cạnh nhìn, nhìn không được nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán. cư nhiên một chữ không kém đâu, con cá muội muội thật sự là quá thần. như vậy hậu một quyển kinh phật, nàng cư nhiên có thể đọc lầu lầu. hoàng thượng thực tùy ý mà lại lật vài tờ, trực tiếp hỏi con cá. 28 trang là cái gì? Thứ mười 16 trang là cái gì? Cuối cùng hắn buông kinh Phật, nhét lên ngón tay cái, kinh ngạc cảm thán nói, con cá, ngươi thắng, trẫm này liền sai người truyền đại nội thị vệ thống lĩnh tới, làm hắn an bài hảo ngươi ngày mai bắt đầu tập võ sự tình. Tỷ phu, liền hôm nay bắt đầu đi. Con cá có điểm gấp không chờ nổi. Nếu nàng trưởng thành vì đỉnh cấp cao thủ, như vậy liền có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ chính mình ra hơn nữa cái loại này vượt nóc băng tường công phu thật sự thực hảo chơi nhớ tới nàng liền cảm thấy vui vẻ đâu ngươi cái này muội muội tính tình như thế nào như vậy cấp nha thật là rất giống ái phi đâu quý phi hờn dỗi mà nói thần thiếp khi nào như vậy tính tình nóng nảy hảo con cá trẫm đã đánh cuộc thì phải chịu thua lập tức cho ngươi an bài hoàng thượng cười ha ha nói quý phi nhìn thoáng qua hoàng thượng con cá thật sự chính là có loại này ma lực có thể cho người cảm giác được như tắm mình trong gió xuân. Hoàng thượng mỗi ngày trăm công ngàn việc, rất ít nhìn đến hắn như vậy thoải mái bộ dáng. Nhìn đến nơi này, nàng thật là hy vọng con cá có thể nhiều ở hoàng cung trụ một đoạn thời gian đâu, ít nhất có thể hống đến hoàng thượng mỗi ngày đều như vậy vui vẻ. Nhìn hoàng thượng vui vẻ, nàng cũng liền sẽ vui vẻ. Thần tham kiến hoàng thượng. Chính phó thống lĩnh đều đưa tới, không người hướng hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng chỉ vào con cá nói: trẫm cho các ngươi tìm một cái hảo đồ đệ các ngươi cứ việc đem chính mình sở trường bản lĩnh đều dạy cho nàng cẩn tuân hoàng thượng ý chỉ bất quá không biết con cá cô nương đã bình phục không có chính thống lãnh đã sớm từ thủ hạ nơi đó biết được con cá tình huống con cá cười hì hì tiến lên cấp hai cái chính phó thống lĩnh quốc mục cung con cá tham kiến hai vị sư phó hiện tại liền liền luyện có thể là không có như vậy linh hoạt hai vị có thể hay không có thời gian thời điểm giáo hạ ta vận công tâm pháp còn có biểu thị một chút chiêu thức cho ta xem đâu chương bên người bảo hộ thấy con cá đảo mắt liền cùng hai cái sư phụ nói được khí thế ngất trời quý phi nhìn nhìn hoàng thượng nói ta cái này muội muội nha thật là gặp người liền thuộc người gặp người thích là nha thật là người gặp người thích hoàng thượng suy si ngốc mà nói như vậy nữ tử chung cực cả đời có lẽ chỉ có thể gặp phải một cái đụng phải liền tính là không thể thường bạn tả hữu không thể có được cũng là kiện may mắn sự tình con cá đi theo chính phó thủ lĩnh đi ra ngoài đem trương sơn một người cấp ném xuống hắn đứng lên đối hoàng thượng cùng quý phi nói con cá thói quen hồ nháo nàng thương còn không có khỏi hẳn ta liền đi ra ngoài chiếu cố chiếu cố nàng đi không phải hồ nháo đây là chính sự đáng tiếc nàng không phải cái nam tử bằng không nếu là nào ngày trở nên văn võ toàn tài trẫm thật là phải đối nàng ủy lấy trọng trách hoàng thượng từ trước đến nay là phi thường quý trọng nhân tài chỉ là đáng tiếc con cá là cái nữ nhi gia nghe được hoàng thượng như vậy khen ngợi chính mình nương tử trương sơn tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng tạ hoàng thượng khích lệ nhìn hắn vui vẻ bộ dáng hoàng thượng biết hắn đau con cá là đau đến trong xương cốt đi không khỏi cười nói được rồi ngươi lui ra đi nhanh lên đi đem con cá chiếu cố hảo trương sơn tức khắc đẩy đến ngoài điện sau đó chạy một mạch kêu con cá tên đi rồi như vậy một cái nam tử như thế nào cũng sẽ nạp thiếp đâu quý phi khó hiểu mà nói hoàng thượng không hiểu chút nào mà nói điểm này trẫm cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra đâu bọn họ rõ ràng là như vậy yêu nhau nhìn qua giống như là một người như vậy thân mật khăng khít một đôi như thế nào sẽ có nữ nhân khác có thể tham gia đâu chúc mừng hoàng thượng hiện tại ngươi thật là có tiến bộ nha quý phi nhìn lên hoàng thượng nói từ khi nào hậu cung sở hữu phi tử ở hoàng thượng trong mắt bất quá là giải buồn đồ vật nghe xong quý phi nói hoàng thượng cảm thấy rất kỳ quái cái gì hoàng thượng rốt cuộc cũng tin tưởng trên đời có nhất sinh nhất thế chỉ ái một người quý phi cười nói nặng nề mà thở dài một hơi hoàng thượng nắm lấy quý phi tay nói tin tưởng lại như thế nào làm quân vương ta vĩnh viễn đều không thể có được như vậy tình yêu nếu có kiếp sau nói ta và ngươi cũng là một đôi cùng con cá trương sơn như vậy phu thê ta đáp ứng ngươi ta sẽ so trương sơn đối con cá còn hảo ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp thật sự không nghĩ tới hoàng thượng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, xem ra hắn hiện tại đã đem chính mình trở thành chân chính thê tử. Tốt, nói tốt, hoàng thượng không được chống chế. Quý phi nghịch ngợm mà vương ra ngón tay cùng hoàng thượng ngoéo một cái. Hoàng thượng ở nàng chấp mũi thượng hôn một cái nói, nương tử của ta càng ngày càng đáng yêu. Một tháng sau, nhìn con cá ở giáo trường thượng, lóe chuyển xe dịch linh hoạt bộ dáng, hoàng thượng không khỏi đại hỷ, đối chính phó thống lĩnh nói, các ngươi giúp trẫm đem con cá giáo không tồi, tiểu triệu tử, mỗi người thưởng hoàng kim trăm lượng. Khải tấu hoàng thượng, này con cá cô nương thật sự là quá thông minh, giáo nàng thật là một chút cũng không uổng kính. Nếu nàng là cái nam tử nói, chúng ta thật đúng là tưởng đem nàng lưu lại đương đại nội thị vệ đâu. Chính thống lãnh nhìn con cá mạnh mẽ thân ảnh nói. Hoàng thượng cười ha ha nói, nếu hắn là nam tử, trẫm nhất định sẽ làm nàng phong các bái tướng, như thế nào sẽ đi đương cái gì thị vệ đâu. Tỷ tỷ, tỷ phu thế nào? Con cá chạy tới nói. Nhìn nàng thanh xuân vào giặc mặt, hoàng thượng cùng quý phi đều cười gật đầu nói, thật là nửa cái cao thủ, vừa rồi thống lĩnh nói muốn đem ngươi lưu lại đương trẫm thị vệ đâu. Khi không được, ta phải làm ta sơn ca ca thị vệ. Con cá ôm trương sơn, cật nhã mà nói. Ngươi nha, chính là trọng sắc nhẹ tỷ. Quý phi cố ý sinh khí mà nói, mấy ngày nay ở chung làm nàng chân chính thích cái này đáng yêu muội muội. Con cá vội vàng nói, Quý phi tỷ tỷ, ngươi có nhiều như vậy đại nội thị vệ, còn có hoàng thượng sẽ bên người bảo hộ nha. Trương, không thể sinh dục. Hảo, rốt cuộc có thể về nhà. Con cá nắm Trương Sơn tay, cười khanh khách mà đối lưu nghị nói. Trương Sơn cười nói, ngươi còn nghĩ về nhà sao, ngươi không phải thích ngốc tại trong cung luyện công phu sao? Ta xem ngươi hiện tại này đây võ công cao cường nữ kiếm khách tự cho mình là đâu. Sơn ca ca, ở trong cung tuy rằng hảo, nhưng là rốt cuộc nhiều quy củ lễ nghĩ nhiều, ta cũng sẽ cảm thấy có điểm mệt. Con cá lắc lắc ngón tay nói. Con cá, này trong hoàng cung có ai dám để cho ngươi thủ quy củ nha? Có ngươi hoàng thượng tỷ phu cùng quý phi tỷ tỷ chống lưng, cái kia cung nữ thái giám, thấy ngươi không phải cúi đầu không lưng. Cái kia hậu cung phi tần, thấy ngươi không phải muốn lôi kéo làm quen. Lưu đại ca buồn cười mà nói. Con cá nhìn đã rời đi hoàng cung môn rất xa, mới mở miệng nói, chính là bởi vì như vậy, mới cảm thấy rất mệt nha. Này trong hoàng cung mỗi người đều giống như mang mặt nạ làm người, nhìn đều vất vả. Ai biết các nàng ngọt ngào tươi cười sau lưng, cất giấu chút cái gì nha. Cũng chính là tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu, cảm giác tương đối chân thành một chút. Khi đương nhiên, bởi vì bọn họ đã đứng ở quyền lực tối cao phong, không cần lại ngụy trang. Đúng rồi, quý phi lập tức liền phải đương hoàng hậu, ngươi cũng không tham gia xong nàng buổi lễ long trọng lại đi sao? Lưu Nghị hỏi con cá cao giọng nói, loại này dệt hoa trên gấm sự tình, có người cướp muốn đi làm. Nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít. Ta còn là cùng ta sơn ca ca, lưu đại ca cùng nhau sẽ phú quý thôn, quá thần tiên tiêu giao sung sướng nhật tử đi. Trương Sơn nhớ tới Thanh Hà, trở lại phú quý thôn thật sự là có thể tiêu giao sung sướng sao? Thấy Trương Sơn đột nhiên trầm mặt, con cá lại làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì? Vì thế ôm nhu nói, Sơn ca ca, chúng ta hiện tại cùng trước kia bất đồng sự tình gì đều có thể cùng đi đối mặt thanh hà ta sẽ tiếp tục coi là thân sinh muội muội ngươi hài tử ta sẽ trở thành thân sinh hài tử dù sao trong hoàng cung ngự y chẩn bệnh nói ta khả năng vĩnh viễn đều không thể sinh dục cái gì ta tới cấp ngươi bắt mạch lưu nghị tiến lên giúp con cá bắt mạch không khỏi khiếp sợ con cá thật sự không thể sinh dục sao trương sơn thấy hắn phản ứng đã minh bạch hơn phân nữa nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi lưu nghị trong lòng thật sự rất khổ sở trước kia là hắn quá không cẩn thận không có điều trị hảo con cá thế nhưng làm nàng khí huyết hai hư thật sự đã không thể tái sinh dục con cá ngươi có phải hay không rất khó chịu nha nếu khó chịu nói ngươi không cần lại miễn cưỡng cười vui trương sơn một phen ôm chặt con cá nói rất nhiều chuyện đều là thiên định ta không phải miễn cưỡng cười vui ta là cái gì đều xem phai nhạt hiện tại ta con cá có một cái yêu thương chính mình tướng công có một cái nghe lời hiểu chuyện thủy nhi đệ đệ còn có nhiều như vậy thiệt tình rất tốt với ta bằng hữu ta đã thấy đủ lại nói ta cũng có hài tử nha ngươi hài tử chính là ta hài tử không nghĩ tới con cá thế nhưng đối loại chuyện này đều như vậy rộng rãi trương sơn cùng lưu nghị không khỏi đều dùng kính để ánh mắt nhìn nàng thế gian như thế nào sẽ có như vậy kỳ nữ tử có lẽ là ông trời làm ta tỉnh một ít sinh nhi dục nữ thời gian tới vì trương gia cho chúng ta phú quý thôn nhiều làm một chút sự tình đi. Nói như thế nào, ta cũng là bọn họ thôn trưởng, cần thiết phải vì bọn họ suy nghĩ. Con cá dũng cảm mà nói. Vén lên xe ngựa mành, xa xa mà thấy phú quý thôn, con cá cười nói, mỗi người đều hướng tới trong hoàng cung ngói lưu ly tử kim tường, ta lại cô đơn thích chúng ta phú quý thôn, thật là ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó. Là nha, về nhà cảm giác thật tốt. Trương Sơn ôm nhu mà hôn một chút con cá tay. Trương Bá đạo con cá. Minh Châu Sơn. Con cá, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Trương Tân đang muốn xuống núi đi nhìn tử phường, xa xa mà thấy con cá, không khỏi cao hứng mà đón nhận đi nói. Trong khoảng thời gian này, thật sự vất vả ngươi, đại ca. Con cá tự đáy lòng mà nói. Mỗi lần chính mình cùng Trương Sơn xảy ra chuyện, đều là Trương Tân vì bọn họ chống đỡ cái này ra, trước nay đều không có báo oán quá nửa câu. Như vậy không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân đại ca, thật sự làm nàng tâm tồn cảm kích trương sơn thấy hắn trong mắt cũng chỉ có con cá vì thế nhàn nhạt mà kêu một tiếng đại ca vất vả đều là ta thuộc bổn phận sự ta là trương gia trưởng tử sao trương tân xem đều không xem trương sơn liếc mắt một cái chỉ là nóng bỏng mà đối con cá nói con cá đem mặt sau lưu nghị kéo qua tới đối trương tân nói đây cũng là ta đại ca tên là lưu nghị về sau hắn sẽ ở tại nhà của chúng ta trương tân mày nhăn lại con cá này lại từ nơi nào nhặt một cái nhẹ nhàng quý công tử tới sao lại thế này nha về sau hắn còn muốn ở tại trương gia sao nghĩ đến đây hắn không tỏ ý kiến mà ân một câu đại ca buổi tối sớm một chút trở về ta hảo hảo mà cho ngươi làm điểm ăn ngon ủy lạo ủy lạo ngươi hơn nữa cũng là là cho lưu đại ca đón gió tẩy trần con cá thân thiết mà vỗ vỗ trương tân bả vai nói trương tân rầu rĩ mà nói hảo đi ta sẽ sớm một chút trở về nhìn con cá cùng trương sơn vừa rồi lên núi khi mười ngón tương nắm bộ dáng liền biết bọn họ đã tiêu tan hiềm khích lúc trước hòa hảo trở lại nhìn trương sơn thu thập hảo tất cả đồ vật trực tiếp dọn vào hậu viện con cá cười nói ngươi làm gì trải qua ta đồng ý sao trương sơn một bên dọn đồ vật một bên nói ngươi cái này bá đạo con cá một người trụ lớn như vậy hậu viện hiện tại lưu nghị tới tổng không thể làm hắn cùng ngươi ở tại hậu viện đi đương nhiên là muốn đem ta nhà ở nhường cho hắn ngủ phải không? Nhưng là Thanh Hà đâu? Trương Sơn nghe thấy cái này tên, tức khắc trầm mặt xuống dưới, Thanh Hà nữ tử này là hắn vĩnh viễn cũng không thể nhìn thẳng vào, rồi lại chân thật tồn tại. Nếu ngươi đã đã trở lại, nên đem nàng cũng nhận được trong nhà tới. Chúng ta ba người cùng nhau ở tại hậu viện đi. Thanh Hà muội muội người mang lục giáp, chúng ta là hẳn là hảo hảo chiếu cố nàng. Con cá nhàn nhạt mà nói. Trương Sơn còn ở cỏ tới cỏ lui mà nói, chờ ta cấp lưu nghị thu thập hảo nhà ở, trở lên nhã hiên đi tiếp nàng đi. Thu thập nhà ở là nữ nhân làm sự tình, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cần mẫn. Sơn ca ca, ngươi nhanh lên đi tiếp muội muội. Nói cách khác, ta muốn sinh khí. Con cá xoa eo nói. Trương Sơn gật gật đầu nói, được rồi, không cần sinh khí, ta lập tức lên núi đi tiếp nàng chính là. Nhìn Trương Sơn bóng dáng, lưu nghị đối con cá nói, muội muội, Ngươi làm sao khổ như vậy hào phóng đâu. Ngươi cũng biết Trương Sơn Lòng đang ngươi nơi này, không bằng liền chặt chẽ bắt lấy thì tốt rồi, tội gì muốn chấp tay nhường lại đâu. Ngươi nói đúng, chính là bởi vì Sơn Ca ca lòng đang ta nơi này. Cho nên ta biết, từ nay về sau hắn sẽ không lại cùng Thanh Hà chân chính ý nghĩa mà ở bên nhau. Nhưng là ta về sau vĩnh viễn không thể sinh hài tử, Thanh Hà trong bụng, có lẽ chính là Sơn Ca ca duy nhất hài tử. Cho nên ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mẫu tử ở bên ngoài Phiêu Linh. Trừ bỏ không thể đem Sơn Ca Ca nhường ra đi, ta về sau vì hắn cái gì đều có thể nhẫn, có thể cho. Ta phải hảo hảo chiếu cố Hảo Thanh Hà mẫu tử mới được, ngày sau hài tử cất tiếng khóc chào đời, ta cũng muốn đem hắn trở thành thân sinh hài nhi tới chiếu cố. Lưu Nghị vành mắt đỏ lên nói, khổ ngươi, con cá, ngươi luôn là như vậy vì người khác suy nghĩ, không biết cái nào kêu Thanh Hà nữ tử lãnh không lãnh ngươi này phân tình nha. Chương, cùng con cá giao phong. Nhã Hiên. Tiểu thư, ngươi không thể như vậy không biết ngày đêm mà theo tiểu y phục nha, đôi mắt sẽ ăn không tiêu. Nhà hoàng tiểu văn lo lắng mà khuyên Thanh Hà. Được rồi, ta đều có đúng mực, ngươi đi ra ngoài đi. Thanh Hà biết nàng cũng là hảo tâm, nhưng là chính mình hiện tại trừ bỏ giống cái giật dây rối gỗ, ngồi ở trong phòng theo này đó hài tử tiểu y phục dày nhỏ, còn có thể làm những gì đây? Vừa nghe đến con cá xảy ra chuyện, Trương Sơn ném xuống chính mình, cũng không quay đầu lại mà đi một chút cũng sẽ không quản nàng hoài hắn hài tử thân thể có thể hay không không thoải mái trong lòng có thể hay không cô đơn khổ sở trương sơn trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có một con cá liền tính chính mình hao tổn tâm cơ trở thành hắn tiểu thiếp này hết thảy cũng không có bất luận cái gì thay đổi tiểu thư tiểu văn còn muốn nói cái gì thanh hà đột nhiên cảm thấy bực bội lên lớn tiếng mà nói không có nghe được lời nói của ta sao cho ta đi ra ngoài thấy luôn luôn ôm tồn lễ độ tiểu thư đột nhiên khởi xướng giận tới, tiểu văn khiếp sợ, vội vàng lui đi ra ngoài. Nữ nhi nha, không cần luôn là như vậy bực bội, như vậy đối với ngươi bảo bảo không tốt. Tiểu văn nàng cũng là một phen hảo ý, lo lắng thân thể của ngươi. Lúc này đi tới cửa vương mẫu vội vàng nói. Thanh Hà buông trong tay tiểu y phục, xoa xoa đôi mắt nói, mẫu thân, ngươi đã đến rồi. Là nha, đến xem ngươi. Vương mẫu từ ái mà nói nàng đau lòng mà nhìn xem thanh hà nói thanh nhi nha nương cho ngươi hầm những cái đó đồ bổ ngươi đến tột cùng là ăn vẫn là đổ nha như thế nào sẽ càng bổ càng gầy ốm đâu thanh hà thảm đạm mà cười đối với một cái thai phụ tới nói tốt nhất đồ bổ hẳn là chính mình tướng công quan ái đi nguyên lai like ở kinh thành nàng cùng sư phó đi ra ngoài trị bệnh cứu người thời điểm đã từng gặp qua rất nhiều thật cẩn thận nâng người mang lục giác nữ tử nam tử đối nương tử yêu thương bộc lộ ra ngoài Tuy rằng những cái đó nữ tử hơn phân nửa dáng người mập mạp, trên mặt thậm chí có lấm tấm, nhưng là mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, cảm giác thực mỹ thực mỹ. Nhưng là hiện tại chính mình đâu, giống như không cần rác rưởi giống nhau, bị Trương Sơn ném về nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến Trương Sơn ngày đó không màng chính mình đau khổ cầu xin, tuyệt trần mà đi bóng dáng, nàng liền cảm thấy trong lòng từng đợt độn đau. Hài tử, nương biết ngươi trong lòng khổ. Nhưng là ngươi hiện tại có Trương Sơn cốt nhục, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi đi xuống đi. Còn có cha mẹ ca ca ở bên cạnh duy trì ngươi. Vương mẫu hảo ngôn khuyên bảo. Thanh Hà vốn dĩ vẫn luôn đều không nghĩ làm nương biết chính mình cùng Trương Sơn chi gian tình huống, lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều, ngã vào nương trong lòng ngực lên tiếng khóc thúc thiết. Mẫu thân, nữ nhi tâm thật sự hảo khổ hảo khổ nha. Mặc kệ ta như thế nào làm, Trương Sơn trong lòng chỉ có con cá một cái. Nhẹ vỗ về nàng tóc, vương mẫu nói, con của ta a à, như vậy kết quả nguyên lai ta và ngươi phụ thân đều là nghĩ tới cho nên lúc trước mới cực lực phản đối ngươi gã cho trương sơn hiện tại nếu hết thảy đều đã thành kết cục đã định rất nhiều chuyện ngươi cũng rốt cuộc xem minh bạch nghĩ kỹ nghe nương một câu ngươi liền không cần lại đi tranh lại đi đoạt hảo hảo mà đem chính mình hài tử sinh ra tới sau đó nuôi dưỡng thành người chờ bảo bảo xuất thế sau ngươi liền sẽ không còn như vậy cô đơn tuyệt vọng thanh hà ở mẫu thân trong lòng ngực vẫn là cảm thấy thực lãnh thực lãnh nàng như thế nào có thể không tranh không đoạt, an tĩnh độ nhật đâu. Như vậy chính mình ở trương gia, căn bản không hề địa vị đáng nói. Cùng con cá giao phong, không thể tránh được. Lúc này tiểu văn tiến vào vui sướng mà nói, tiểu thư, cô gia tới đón ngươi về nhà. Chương. Dẫn sói vào nhà. Nhã hiên. Cái gì, sơn ca ca tới. Anh Hà tức khắc kích động lên. Mẫu thân, ta có phải hay không tiều tụy rất nhiều nàng có điểm bất an mà khẽ vuốt một chút gương mặt. Chạy nhanh đi đến lăng hoa kính trước, sửa sang lại một chút tóc, thấy chính mình mặt có chút tái nhợt, liền bỏ thêm một chút phấn mặt. Gần nhất bởi vì tưởng niệm Trương Sơn, ăn không vô ngủ không được, chính mình hình như là một đóa qua hoa kỳ hoa, mất đi ngày xưa sáng rọi. Vương Mẫu nhìn trước mắt Thanh Hà, yêu thương mà nói, không có lạp, ta nữ nhi vĩnh viễn là như thế này quan thải chiếu nhân. Lúc này Trương Sơn đi đến, thấy Vương Mẫu. Liền thăm hỏi một tiếng, nhạc mẫu, gần nhất có khỏe không? Xem ngươi khí sắc không tồi đâu. Ta là không tồi, ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi nương tử đi. Trương Sơn nhìn Thanh Hà liếc mắt một cái nói, Thanh Hà muội muội, ta là tới đón ngươi về nhà. Nhìn hắn nhàn nhạt bộ dáng, Thanh Hà trong lòng lại là đau xót. Cùng Sơn ca ca lâu như vậy không thấy, nếu là đem chính mình đổi làm con cá. Trương Sơn đã sớm tiến lên đem nàng tay chặt chẽ giữ chặt, nói những cái đó phản phất vĩnh viễn đều nói không xong lời âu yếm ta thanh nhi đang ở nơi này ngày mong đêm nóng trong ngươi đâu sơn nhi ngươi nhìn xem này đó đều là ngươi đi rồi nàng cấp hài tử làm quần áo dày vớ nàng người mang lục giác thật là phi thường vất vả vương mẫu ôn nhu nói sơn nhi theo lý thuyết ngươi làm tướng công người hẳn là lưu tại nàng bên cạnh chiếu cố nàng nhưng là ngươi cũng có nỗi khổ của ngươi nhạc mẫu cũng lý giải ngươi hiện tại nếu đã trở lại nhớ rõ ngàn vạn ngàn vạn phải đối ta nữ nhi hảo điểm làm mẫu thân tâm ý chính là như vậy sợ người khác sẽ bạc đãi chính mình nữ nhi nhìn kia chồng chất như núi bảo bảo quần áo cùng giày vớ trương sơn trong lòng đau xót chính mình chung quy là phụ thanh hà muội muội mặc kệ như thế nào chính mình là có chiếu cố nàng nghĩa vụ thanh hà muội muội ngươi thật là mảnh khảnh rất nhiều hắn nhìn thanh hà nói thương tiếc mà nói thấy trương sơn ánh mắt rốt cuộc thật lâu mà dừng lại ở chính mình trên mặt thanh hà không khỏi vành mắt đỏ lên này liền đúng rồi nữ nhi của ta là ta hòn ngọc quý trên tay, ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, đừng làm nàng chịu ủy khuất. Nhân gia Sơn Nhi khi nào, làm ngươi nữ nhi chịu ủy khuất. Ta vừa rồi ở bên ngoài, liền nghe được ngươi không ngừng lãi nhãi. Lão bà tử, được rồi. Không cần xảo, làm nhân gia vợ chồng son vô cùng cao hứng về nhà đi thôi. Vương phụ từ bên ngoài đi đến, đối vương mẫu cười nói. Vương mẫu hảo tính tình mà nhìn vương phụ liếc mắt một cái nói, hảo, lão nhân. Ta nghe ngươi, không hề lãi nhãi nhìn cha mẹ nhìn nhau cười bộ dáng thanh hà trong lòng thật sự rất khó chịu từ nàng hiểu chuyện tới nay cha mẹ chính là như vậy cười sinh hoạt chỉ chớp mắt bọn họ đã nắm tay từ tóc đen đi đến đầu bạc dùng cử án tề mi tôn trọng nhau như khách tới hình dung bọn họ thật là phi thường hình tượng vì cái gì chính mình liền không có loại này phúc phận đâu vì cái gì trương sơn vĩnh viễn đều đối chính mình tương kính như băng sơn ca ca chúng ta đi thôi Thanh Hà đột nhiên liền cha mẹ đều xem đến không vừa mắt, vì thế tức giận mà kéo Trương Sơn nói. Hai người trầm mặt mà đi ở trên đường núi, Thanh Hà đột nhiên hỏi, Sơn ca ca, ngươi lâu như vậy không gặp ta, không có lời nói muốn nói với ta sao? Nga, Thanh Hà muội muội, Ngươi gần nhất ăn đến có khỏe không? Ngủ đến còn hương sao? Trương Sơn có điểm chất phát mà nói. Ta ăn cơm thời điểm, ngươi ở trong chén, ta ngủ thời điểm, ngươi ở trong mộng. Ta sinh mệnh sở hữu ý nghĩa, phản phất đều là đang đợi ngươi trở về. Sơn ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta lại có thể cùng ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm, còn có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ ở một cái trong phòng, nghĩ đến đây, ta liền cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Thanh Hà đem đầu ôn nhu mà ỷ ở Trương Sơn đầu vai nói. Nghe Thanh Hà thiệt tình thổ lộ, Trương Sơn có chút xấu hổ. Nhưng là nghĩ đến nàng hoài chính mình hài tử, vì thế liền tùy ý nàng ỷ ở chính mình đầu vai. Thanh Hà muội muội ta và ngươi nói chuyện, ta đã quyết định dọn đến hậu viện. Con cá nơi đó đi ở. Thanh Hà đột nhiên trở nên bén nhọn lên, thở phì phì mà nói, như vậy ta đâu? Một người lưu tại tiền viện, cùng Trương Tân ở cùng một chỗ sao? Sơn ca ca biết rõ nàng cùng Trương Tân là mặt cùng tâm không hợp, còn chỉ lo cùng con cá khanh khanh ta ta, đem chính mình một người ném tại tiền viện sao? Hắn thật sự là thật quá đáng, nàng không thể như vậy nhậm người bài bố, nhất định phải tranh thủ thuộc về chính mình đồ vật. Trương Sơn thấy nàng tức giận đến mày liễu dựng ngược mắt hạnh trận lên, vội vàng giải thích nói, kia đương nhiên không phải, chúng ta một nhà ba người. Không, là một nhà bốn người ở tại hậu viện. Ta cùng con cá đã thu thập hảo, ngươi liền ở tại Tây Sương phòng, ta mỗi ngày đều sẽ bồi ngươi ăn cơm. Trương Sơn nói như vậy, làm Thanh Hà trong lòng hơi chút thoải mái một ít, này còn kém không nhiều lắm, Sơn ca ca, ngươi nhớ rõ có rảnh liền phải tới bồi ta. Ngươi biết không? Mấy ngày này ta đều cảm thấy thực không thoải mái đâu ta này ngực nha luôn là thình thịch thình thịch mà nhảy đến lợi hại thanh hà bắt lấy hắn tay đặt ở chính mình mềm mại thường trương sơn cảm thấy phi thường xấu hổ vội vàng lùi về tay lúc này hắn thấy phía trước con cá chính ngơ ngác mà đứng ở nơi đó vội vàng đẩy ra thanh hà đi qua thấy con cá thế nhưng chạy đến nơi đây tới giám thị chính mình cùng sơn ca ca thanh hà cảm thấy tức giận phi thường nàng đều bá chiếm sơn ca ca đã lâu như vậy Sơn ca ca chỉ là lên núi tới đón một chút chính mình. Nàng đều như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà tới quấy rối, nữ nhân này thật sự là thật quá đáng. Con cá tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây? Nàng lạnh lùng hỏi. Con cá trong tay dẫn theo một cái rổ, bên trong có mấy viên mới mẻ nấm, thanh hà muội muội, ta biết ngươi thích nhất ăn thoải mái thanh tân nấm canh, cho nên riêng lên núi tới thải chút. Thanh hà muội muội, ngươi xem con cá đối với ngươi thật tốt. Trương Sơn tiến lên giữ chặt con cá tay nói, con cá, vất vả, ta bồi ngươi cùng nhau thải đi. Không cần, ngươi bồi muội muội đi về trước đi. Thanh Hà tiến lên vãn trụ Trương Sơn cánh tay nói, "Là nha, Sơn ca ca, chúng ta vẫn là đi về trước đi, dù sao con cá tỷ tỷ tay chân lanh lẹ, điểm này sự tình đối với nàng tới nói, còn không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì sao?" Trương Sơn còn muốn do dự cái gì, Thanh Hà đột nhiên nhẹ giọng kêu một câu a gia, con cá sợ hãi, vội vàng chạy tới hỏi, "Muội muội, làm sao vậy?" cảm ơn tỷ tỷ không có việc gì chỉ là ta gần nhất trạm lâu rồi bụng sẽ có một chút đau như vậy nha sơn ca ca ngươi chạy nhanh bồi muội muội về nhà đi nghỉ ngơi đi nhớ tới chính mình hai lần sinh non thống khổ con cá liền giống như thần hồn nát thần tính thật là phi thường sợ thanh hà sẽ bước chính mình vết xe đổ bởi vì nàng sắc mặt nhìn qua thật là không tốt lắm trương sơn cũng dọa vội vàng thật cẩn thận mà đỡ thanh hà đi thanh hà quay đầu lại thắng lợi mà nhìn con cá liếc mắt một cái nói tỷ tỷ vất vả ngươi ngươi chậm rãi thải nấm ha ta cùng sơn ca ca ở trong nhà chờ ngươi nhìn thanh hà vênh váo tự đắc bộ dáng con cá khoan dung mà cười sau đó tiếp tục hướng trên núi đi đến nơi đó nấm càng thêm đại chút tươi ngon chút thanh hà đối nàng địch ý nàng biết nhưng là nàng hy vọng cùng dưới mái hiên các nàng có thể khôi phục đến trước kia cái loại này thân mật khăng khít tỉ muội tình trương gia buổi tối mọi người đều tụ ở sáng trưng hậu viện ăn cơm con cá đem cuối cùng một đạo nấm canh bưng lên cái bàn trương sơn vội vàng thương tiếc mà kéo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh nói ngươi đều vội một buổi trưa nhanh lên ngồi xuống ăn cơm đi ta liền thích làm như vậy một bàn lớn đồ ăn sau đó nhìn chúng ta cả gia đình người vui vui vẻ vẻ chỉnh chỉnh tề tề mà ăn chỉ tiếc thủy nhi không hề bằng không liền thật sự đầy đủ hết trương sơn tự hào mà nói ta cái này đệ đệ hiện tại là hoàng thượng coi trọng người lưu tại hàng lâm viện nhậm chức hiện tại là không thể cách vài bữa đã trở lại. Như thế. Nào. Thủy Nhi cao trung sao? Thanh Hà cũng vui vẻ hỏi. Con cá nhắc tới khởi Thủy Nhi liền cười không khép miệng được, là nha, muội muội, nhà của chúng ta Thủy Nhi đệ đệ nhưng uy phong, thế nhưng chúng đầu danh trạng nguyên đâu. Thanh Hà không khỏi gật gật đầu, bổn triều 13 tuổi cao trung trạng nguyên, thật đúng là chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đâu. Vị này chính là nàng nhìn lưu nghị liếc mắt một cái con cá vỗ vỗ đầu nói ngươi xem ta đã quên giới thiệu đây là ta kết nghĩa đại ca lưu nghị muội muội hắn cùng ngươi giống nhau cũng là hạnh lâm cao thủ các ngươi không có việc gì có thể cho nhau luận bàn một chút nhìn trương sơn tiểu thiếp cũng là như vậy thanh lệ không tầm thường lưu nghị trong lòng tưởng cái này nam tử sợ là rất đến trong vại mật đi đi có con cá như vậy cái len ken tuyệt thế nữ tử lại có thanh hà như vậy một đóa ôn nhu giải ngữ hoa hắn hữu hảo mà đối với Thanh Hà mỉm cười một chút, Thanh Hà cũng lễ phép mà đối với hắn gật gật đầu. Trương Tân nhìn bọn họ một đám ca ca trường muội muội đoạn, chính mình giống như hoàn toàn là cái người ngoài, không khỏi trầm mặt không nói. Con cá nhìn ra hắn không vui, liền cấp Trương Tân đổ một chén rượu nói, đại ca, này ly rượu ta kính ngươi, ngươi không hổ là chúng ta trương gia trưởng môn đại ca nha. Luôn là đem hết thảy trong nhà, ngoài ruộng, tử phường sự tình đều xử lý đến thỏa đáng. Ta nghĩ nếu ai gả cho ta đại ca, chỉ sợ là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ tử." Trương Tân bưng lên kia ly rượu uống một hơi cạn sạch, si ngốc mà nhìn con cá. "Nàng nói là sẽ nói, nói cái gì gả cho chính mình là trên đời hạnh phúc nhất nữ tử?" "Nhưng là cái này hạnh phúc nhất nữ tử, nàng lại là đánh chết cũng không nghĩ đương. Chỉ là tưởng đi theo Trương Sơn chịu khổ, chịu ủy khuất, trải qua trắc trở." Vừa rồi nghe được Trương Sơn nói lên bọn họ ở kinh thành trải qua Trương Tân thật sự hận không thể đem kia hai cái đòn hiểm con cá nữ nhân bầm thay vạn đoạn, mới có thể giải trong lòng chi hận. Nhưng là này hết thảy xét đến cùng, còn không phải Trương Sơn gieo nghiệp duyên sao? Hắn dựa vào cái gì cấp bên cạnh nữ nhân, cái loại này tình yêu ảo tưởng đâu? Hiện tại lại đem Thanh Hà Tiếp đã trở lại, nương nương cung phụng, xem ra trò hay lại muốn bắt đầu. Tục ngữ nói dẫn sói vào nhà, này Trương Sơn tiến cử tới cái gì Hạnh Nhi, cái gì Lệ Nhi, cái gì Thanh Hà, kia đều là ăn không không nháy mắt mẫu lan nha các nàng này đó cùng ngoan độc nữ nhân đều hận không thể đem con cá cả da lẫn xương cấp ăn nhưng là hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt con cá không cho nàng đã chịu thanh hà thương tổn Cơm chiều sau thanh hà như cũ lôi kéo trương sơn muốn về phòng làm con cá rửa chén đũa trương sơn lén lút ném ra tay nàng nói thanh hà muội muội ngươi đi trước nghỉ ngơi đi ta giúp con cá đi rửa chén là nha sơn ca ca tới giúp ta vội đi con cá ở trong cung, đã sớm cùng Trương Sơn có ước định. Về nhà về sau, không bao giờ có thể đem hắn, đẩy đến nữ nhân khác trong phòng đi. Nhìn bọn họ bưng chén đổ hướng nhà bếp đi đến, Thanh Hà cũng bưng chén đổ đuổi theo, từ từ ta, Sơn ca ca, con cá tỷ tỷ Chương. Nhất sắc bén dao nhỏ. Nhìn trong tay phủng chén đĩa Thanh Hà liếc mắt một cái, Trương Sơn có điểm rất nhỏ không kiên nhẫn. Nữ nhân này cũng quá quấn quyết si mê đi, như thế nào chính mình đi nào, nàng liền phải cùng chỗ nào nha. Chính mình thật vất vả cùng con cá tiêu tan hiềm khích lúc trước, chờ lát nữa lại như thế nào cũng sách không rõ. Thanh Hà muội muội, ngươi là thiên kim đại tiểu thư. Liền không cần làm loại này sống, để lại cho ta cùng con cá đi. Được rồi, ngươi vẫn là thực đi về trước nghỉ ngơi đi. Trương Sơn tiếp nhận Thanh Hà trong tay chén đĩa, tận lực ôn hòa mà nói. Thanh Hà tức khắc dùng ra đòn sát thủ, tiến lên ôm con cá nói, ta cùng con cá tỉ tỉ lâu như vậy không thấy, sự còn không được sao. Nàng tuy rằng hiện tại trong lòng thực khinh thường, lại cùng con cá lại đi đến như vậy gần. Nhưng là làm trò sơn ca ca mặt, có chút mặt ngoài công phu là cần thiết phải làm. Nhất sắc bén dao nhỏ là sau lưng dùng, giáp mặt còn phải cùng con cá biểu hiện đến hòa hợp êm thấm. Khi đương nhiên được rồi. Trương Sơn tức khắc bị nàng cấp đem ở. Cái này hảo, nhân gia tỉ muội hai người muốn nói chuyện phiếm, nhưng thật ra chính mình thành người ngoài thật là thực làm hắn vô ngữ nha thanh hà giữ chặt con cá tay nói con cá tỉ tỉ ta nghe sơn ca ca nói ngươi ăn rất nhiều rất nhiều khổ không có việc gì đều đi qua con cá nhàn nhạt mà nói kỳ thật nhớ tới kia đoạn thời gian vô luận là cùng trương sơn tránh ở trong mật thất ở tại trong hoàng cung mỗi ngày vừa mở mắt ra liền có thể thấy chính mình nhất thân ái gương mặt kia còn có thể ôm cổ hắn tưởng như thế nào làm nũng liền như thế nào làm nũng đó là cỡ nào hạnh phúc nhật tử nha không giống hiện tại tuy rằng về tới gia, nhưng là lại có rất nhiều nói không nên lời bất đắc dĩ. Con cá đem nàng ấn ngồi ở nhà bếp một cái phóng trên ghế, chính xác nói, muội muội tưởng cùng ta nói chuyện phím có thể. Nhưng là nghe tỷ tỷ cho ta ngoan ngoãn ngồi ở đây, nhìn tỷ tỷ làm việc, tuyệt đối là mắt thấy tay chớ động biết không? Đã biết, ta nghe tỷ tỷ Thanh Hà cười nói. Ngươi nhất định phải tiểu tâm bảo trọng trong bụng hài tử nha, tỷ tỷ là không thể cho ngươi sơn ca ca sinh nhi dục nữ con cá buồn bã mà nói trương sơn thấy nàng lại nhắc tới cái này chuyện thương tâm vội vàng nói con cá kỳ thật ta không phải thực thích hài tử ngươi ngẫm lại nếu là nam hài tử nói mỗi ngày điên đến muốn mệnh nhớ tới đều cảm thấy phiền lòng hắn những lời này vừa ra con cá cùng thanh hà đều trợn to mắt nhìn hắn trương sơn vốn là muốn an ủi an ủi con cá mới nói điểm trái lương tâm nói không nghĩ tới một mở miệng xem như đem thanh hà hoàn toàn đắc tội như thế nào sơn ca ca ngươi thế nhưng không thích hài tử sao thanh hà tức khắc hoa lê dính hạt mưa mà thấp giọng nức nở lên trương sơn là nhất xem không được nữ nhân khóc vội vàng nói ta thích thích con cái nhìn hắn chật vật bộ dáng vội vàng thấy hắn giải vây nói muội muội ngươi đừng thương tâm sơn ca ca khẳng định là thích hài tử ngươi là không biết chúng ta ở kinh thành thời điểm hắn thấy nhà người khác xinh đẹp tiểu hài tử đều là nhìn không chớp mắt mà nhìn về sau ngươi sinh hài tử hắn khẳng định là giống tâm can yêu thương. Không nghĩ tới con cá đi một chuyến kinh thành, liền mất đi sinh dục năng lực, thật là trời cũng giúp ta. Thanh Hà trong lòng âm thầm cao hứng, trên mặt đi giả bộ vạn phần đau lòng bộ dáng, đối con cá nói, tỷ tỷ, không có việc gì. Về sau muội muội hài tử chính là ngươi hài tử, hắn sau khi lớn lên nhất định sẽ hiếu thuận ngươi. Con cá vỗ vỗ Thanh Hà bả vai nói, muội muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối hắn coi như mình ra. Nhìn thiên đã đã khuya, con cá cùng thanh hà còn nói lên không chơi không có trương sơn đối đã nhanh nhẹn tẩy xong chén con cá nói chúng ta trở về nghỉ ngơi đi trương sơn lôi kéo con cá đi qua thanh hà bên cạnh nói thanh hà muội muội ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi chương trương sơn đánh cá nhi sơn ca ca chúng ta như vậy đối thanh hà muội muội có phải hay không có điểm quá tàn nhẫn con cá hồi tưởng khởi vừa rồi cùng sơn ca ca dắt tay đi qua thanh hà bên cạnh khi nàng kia u oán ánh mắt không khỏi có chút không đành lòng. Ngươi nói rất đúng, ta đây hôm nay vẫn là qua đi bồi thanh hà muội muội hảo. Trương Sơn lập tức đi ra ngoài. Con cá vội vàng duỗi tay kéo lại Trương Sơn, ở hắn cổ dùng thủ đao nhẹ nhàng làm cái chém đầu động tác nói, ngươi. Dám. Ta con cá nha, chúng ta cần thiết đi theo trong lòng, nhất chân thật cảm giác mới đối sao. Trương Sơn đem con cá ủng tiếng gần nhất ngực địa phương. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy trắc trở cùng khúc chiếc, ta chỉ là tưởng cùng chính mình duy nhất người yêu ở bên nhau như vậy lẳng lặng thủ này cũng có sai sao nói câu thẳng thắn nói ta thà rằng đối thanh hà muội muội tàn nhẫn cũng không có khả năng đối với ngươi tàn nhẫn bởi vì ngươi là ta tâm ta mệnh nha mỗi một lần trương sơn nói ra những lời này con cá liền sẽ phi thường phi thường cảm động tuy rằng trương ca ca ở người khác trong mắt là cái không có gì chủ ý nam tử giống như cái gì đều là duy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là hắn là trên đời đối chính mình tốt nhất nam nhân. Ở ôn dịch trước mặt, hắn mặt không đổi sắc. Nơi tay đề lưỡi dao sắc bén long lão đại trước mặt, hắn liều chết tương bác. Cái gì hoàng cung, cái gì vương phủ. Chỉ cần vì chính mình, hắn liền tính là đầm rồng hang hổ cũng dám với đi sắm. Sơn ca ca thật là một cái đáng giá chính mình dụng tâm, dùng mệnh đi ái nam tử. Chính mình lại như thế nào sẽ đem hắn Hướng thác nữ tử trong lòng ngực đẩy đâu. "Hảo ca ca, ta sai rồi, về sau ta sẽ không buông ra ngươi tay." Con cá ôm Trương Sơn cổ nói. Trương Sơn cố ý làm bộ sinh khí mà nói, "Con cá, thiết sao sự tình ta đều có thể y ngươi, nhưng là này cọc tuyệt đối không thể." "Lần này nếu ngươi thừa nhận chính mình sai rồi, ta đây cần phải trừng phạt ngươi, ta hiện tại liền phải đánh ngươi." "Không cần nha, ca ca." Con cá nghe xong vội vàng muốn chạy trốn, lại bị Trương Sơn bắt được bế lên phô sau đó khoan đi nàng áo lót ở nàng bóng loáng thượng nhẹ nhàng đánh vài cái người đâu cứu mạng nha trương sơn đánh cá nhi con cá cố ý nhẹ giọng kêu cứu nhưng là kia hai cái tuyết trắng lại dẫn người đến loạn vặn lộn xộn làm trương sơn tức khắc động tình hắn muốn đem con cá chuyển qua tới con cá chính là không chịu trương sơn liền nhanh chóng khoan đi chính mình quần áo từ phía sau bắt đầu mãnh liệt tiến công tay còn không cam lòng tịch mịt mà bắt lấy con cá ngạo nhân núi tuyết trên tay cực độ mềm mại cùng dưới thân cực độ khẩn trí như vậy song trọng vui sướng làm hắn tức khắc cuồng loạn lên đôi tay cuồng loạn nắm chặt kia hai cái mềm mại khi thì dùng đầu ngón tay nặng nề mà ấn anh điểm ở con cá ngọc thể hí thủy giao long tác dụng tâm tìm kiếm ấm áp nước suối ngọn nguồn đương hắn tiểu long đụng phải con cá ngọc thể nho nhỏ thần kỳ cái kia điểm con cá tâm tức khắc kinh hoàng lên một loại không cách nào hình dung muốn sống muốn chết vui sướng dời non lấp biển vọt tới nàng vô pháp ức chế mà cùng khiếu ra tới, hai người nhiệt tình ở cùng nháy mắt dâng lên mà ra. Sơn ca ca, ngươi thật là quá lợi hại, ta tưởng ta một ngày nào đó, sẽ chết ở ngươi trong lòng ngực. Con cá cười khanh khách, đó là nữ nhân yêu nhất một loại cách chết đi. Nha đầu ngốc, về sau ca ca tuổi tác lớn, cũng sẽ có ái bất động con cá một ngày. Lúc ấy, ca ca liền mỗi ngày ôm ta con cá, thân ta con cá. Khi đó hết thảy khát vọng đều không còn nữa tồn tại, Lưu lại chỉ là huyết mạch tương liên ái. Trương Sơn ôm Nhu nói: "Là nha, ta lão nhân. Con cá kêu." Trương Sơn đem con cá ôm lấy hôn lại hôn, "Ta lão thái bà nha." "Trương." Nửa đêm hẹn hò. Minh Châu Sơn. Lưu Nghị nhớ tới vừa mới cùng phụ thân tương nhận, hắn đã bị tố giác mưu phản việc. Đầu mình hai nơi, trong lòng là nói không nên lời thương cảm. Đã hận phụ thân rất nhiều năm, một khi mất đi trong lòng lại là nói không nên lời một loại trống trải cùng thê lương. Nghĩ đến đây, hắn trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, muốn lên uống nước, lại phát hiện ấm nước đã không. Vì thế mặc cốt quần áo, đi đến nhà bếp, đột nhiên nghe được một trận anh anh tiếng khóc từ bên trong truyền đến, hắn không khỏi khiếp sợ. Này nửa đêm, là ai ở chỗ này khóc thúc thiếp nha? Không phải là có cái gì cái loại này dơ đồ vật đi. Lưu nghị ma lá gan, nhẹ nhàng đẩy ra nhà bếp môn chỉ thấy thanh hà chính nằm ở thất thượng anh anh mà khóc thúc thiếp thanh hà ngươi đừng khóc như vậy lãnh thiên ngươi như thế nào một người đãi ở chỗ này đâu ngươi là có thai người như vậy đối trong bụng thai nhi là không tốt lưu nghị luôn luôn là y giả nhân tâm không khỏi nhẹ giọng nói thanh hà nâng ngẩng đầu ở hai mắt đẫm lệ trong mông lung nhìn hắn một cái không nghĩ tới liền như vậy một cái vốn không quen biết người đều sẽ quan tâm chính mình sơn ca ca lại đối nàng chẳng quan tâm hắn trong mắt trong lòng chỉ có con cá. Thế nhưng nắm con cá tay, như vậy làm lơ mà từ chính mình bên người đi qua. Nhớ tới càng là thương tâm không thôi, không khỏi khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nhìn nàng một người hình chỉ ảnh đơn bộ dáng, phi thường thê thảm, Lưu Nghị cũng đoán được đã xảy ra sự tình gì. Hắn trong lòng âm thầm thở dài một hơi nói, Trương Sơn nha Trương Sơn, người nếu đối con cá tình thâm ý trọng, làm sao khổ muốn cưới Thanh Hà vào cửa đâu. Như vậy ngươi làm nàng sao mà chịu nổi, nhật tử lại như thế nào quá đâu. Hắn thấy Thanh Hà khóc đến nước mắt liên liên, vội vàng đem chính mình lam bố khăn tay đưa cho nàng, Thanh Hà, lau lau đi. Lưu Nghị, ta bụng rất đau. Thanh Hà đột nhiên kinh giác bụng truyền đến một trận ẩn ẩn đau đớn, không khỏi hoảng sợ mà nói. Bởi vì cực độ sợ hãi, nàng mặt trở nên trắng bệch trắng bệch. Lưu Nghị vốn dĩ liền lo lắng nàng quá độ bi thương, đối hài tử không tốt. Giờ phút này cũng bất chấp cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, vội vàng tiến lên vì nàng bắt mạch. "Thanh Hà, ngươi không cần sợ hãi. Vừa rồi là bởi vì ngươi cấp hỏa công tâm, động thai khí, còn hảo không có gì trở ngại. Chỉ cần ngươi tận lực làm tâm tình bình phục xuống dưới, liền không có sự." Nghe được chính mình cư nhiên động thai khí, Thanh Hà biết chính mình không thể như vậy. Dù cho lại thương tâm, cũng không thể tùy ý hồ vì. Trong bụng cái này hài nhi, là nàng duy nhất hy vọng cùng lớp kính, bởi vì đây là trương sơn duy nhất hài tử ngày nào đó sinh ra lúc sau, Sơn ca ca nhất định sẽ ái nàng tận xương. Đến lúc đó yêu ai yêu cả đường đi, cũng sẽ đối chính mình so hiện tại hảo chút. Nghĩ đến đây, nàng tận lực bình phục một chút chính mình cảm xúc, đối lưu nghị nói, bồi ta đi ra ngoài đi một chút hảo sao. Cảm thấy trong lòng thật buồn thật buồn, muốn hóng gió. Có thể, ta vui phụng bồi. Lưu nghị ôm nhu nói. Thấy Thanh Hà ăn mặc đơn bạc, ở gió đêm trung có chút co rúng lại bộ dáng, lưu nghị đi chính mình áo ngoài phủ thêm nàng đầu vai thanh hà ngươi hiện tại là hai người phải cẩn thận đông lạnh cảm ơn đến từ trước mắt cái này cơ hồ là người xa lạ ấm áp quan tâm làm thanh hà phi thường cảm động nàng quay đầu lại cười nói lưu nghị giờ khắc này mới thấy rõ ràng nàng đôi mắt kia như mộng như yên đôi mắt thật sự là quá mỹ đáng tiếc luôn là bao phủ một tầng hơi mỏng ưu thương một màn này bị đẩy cửa ra ra tới trương tân xem ở trong mắt hắn lạnh lùng mà cười trong lòng thầm nghĩ, này trương gia là càng ngày càng náo nhiệt, trương sơn khách quý, cư nhiên cùng hắn tiểu thiếp nửa đêm hẹn hò. Trò hay thật là muốn bắt đầu, chính mình trước chờ xem đi. Chương. Lòng nóng như lửa đốt. Xin hỏi một chút, hiện tại ta có thể nộp bài thi sao? Thủy Nhi lễ phép hỏi giám thị lễ bộ quan viên. Giám thị quan tức khắc ngây ngẩn cả người, hiện tại còn không đến chính ngọ nha, cái này thí sinh chẳng lẽ liền đáp xong rồi bài thi sao? Tuy rằng bãi ở mỗi cái thí sinh trước mặt, chỉ có như vậy một trương bài thi. Nhưng là chính phản hai mặt. Đề mục bao dung rộng, là làm người vô pháp tưởng tượng. Đều là chúng đại thần cùng hoàng thượng lặp lại cân nhắc sau, mới cuối cùng xác định. Hắn làm quan nhiều năm, giám thị vô số lần, vẫn là lần đầu tiên thấy có người sớm như vậy nộp bài thi. Có thể là có thể, nhưng là ngươi xác định ngươi có thể nộp bài thi sao? Giám thị quan không khỏi trầm ngâm một chút nói. Tham gia thi đình đối với thí sinh tới nói, có lẽ cả đời chỉ có một lần cơ hội. Giám thị quan không nghĩ làm hắn, bởi vì nhất thời lỗ mãn lưu lại cả đời tiếc nuối. Thủy Nhi đã sớm đã đáp xong rồi bài thi, hơn nữa đã cẩn thận mà kiểm tra qua. Hắn nghĩ muốn cùng hoàng thượng nói con cá sự tình, đã là lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nghe được đến lễ bộ quan viên nói như vậy, vội vàng nặng nề mà gật gật đầu nói, đúng vậy, ta xác định, thỉnh đại nhân đem bài thi trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng đã ngồi một buổi sáng, tuy rằng có chút eo đau bối đau. Nhưng là nhìn này đó múa bút thành văn thanh niên tài tuấn, nghĩ này đó chính là chính mình về sau triều đình lương đóng. Thế nhưng cũng tràn ngập lực lượng, chút nào không biết mệt mỏi. Đã gần đến giữa trưa, hoàng thượng đi dùng bữa đi. Thái giám tiểu Triệu Tử ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hoàng thượng đứng lên, vừa định phải về cung dùng bữa, lúc này giám thị quan cầm một phần bài thi đã đi tới, khởi bẩm hoàng thượng thí sinh trương thủy đã đáp xong bài thi tiểu triệu tử vội vàng tiến lên tiếp nhận bài thi phủng ở trong tay cái gì đáp xong rồi nhanh như vậy cho ta xem hoàng thượng cũng phi thường kinh ngạc vì thế từ nhỏ triệu tử trong tay tiếp nhận bài thi tiểu triệu tử thấy đã là chính ngọ hoàng thượng này lại xem quyển hạ tử không biết khi nào mới có thể dùng bữa hắn lo lắng thánh thể vội vàng lại lần nữa nhắc nhở hoàng thượng tới rồi ngài dùng cơm trưa thời gian không cần xảo, là dùng bữa quan trọng, vẫn là trẩm tuyển chọn nhân tài quan trọng. Hoàng thượng không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Tiểu triệu tử chạm vào cái cái đinh, vội vàng lui ở một bên, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Hoàng thượng phủng bài thi tinh tế xem ra, nhíu chặt mày dần dần giãn ra. Cái này thí sinh không đơn giản nha, đàm luận khởi chính sự tới, tự tự châu ngọc, rồi lại nhất châm kiến huyết. Hành văn len ken hữu lực, đưa ra chính kiến cũng là rất có kiến giải đem cái này trương thủy cho ta dẫn tới, ta muốn gặp thấy hắn. Hoàng thượng vui sướng mà đối giám thị quan nói. Có thể được đến nhân tài như vậy, là Giang Sơn xã tắc chi phúc nha. Giám thị quan vội vàng đi xuống, đi đến Trương Sơn trước mặt, nhỏ giọng nói, chúc mừng ngươi, xem ra hoàng thượng đối với ngươi bài thi phi thường vừa lòng. Hắn ở quan trường trà trộn nhiều năm, như thế nào có thể nhìn không ra tới hoàng thượng yêu thích đâu. Ở triều đình làm quan, tục ngữ nói gần vua như gần cọc nếu là không hiểu được hiểu rõ thánh ý, sao được đâu. Hoàng thượng giờ phút này là mặt trồng đại duyệt, khóe mắt đuôi lông mày kia đều là sáng lấp lánh vui sướng đâu. Xem ra trước mắt cái này choi choi hài tử thật có phúc, xem như đã cao trung. Trương Thủy đột nhiên chấn động, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, thật tốt quá, rốt cuộc có thể hướng hoàng thượng thỉnh cầu nghĩ cách cứu viện ca cùng tẩu tử. Hắn cung cung kính kính mà đi đến trước mặt hoàng thượng, cung cung kính kính mà hành lễ nói, thí sinh Trương Thủy tham kiến hoàng thượng nhìn đứng ở chính mình trước mặt thiếu niên này, thật sự là có điểm. Tiểu, Hoàng thượng kỳ quái hỏi, Trương Thủy, ngươi năm nay bao lớn rồi? Thủy Nhi không kiêu ngạo không xỉm nịnh mà nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Trương Thủy năm nay 13 tuổi chỉnh. Thật là có một không hai kỳ tài nha. Hoàng thượng trong lòng thầm nghĩ. Dựa theo bổn triều khoa cử chế độ, 12 tuổi mới có thể khảo tú tài. Đứa nhỏ này, trúng tú tài bất quá một năm quan cảnh, hắn thế nhưng lại lấy được thi đình cơ hội đây chính là ngàn dặm chọn một thậm chí ngàn dặm mới tìm được một cơ hội nha hoàng thượng nhìn trương thủy còn mang theo vài phần ngây ngô mặt trầm ngâm một lát nói trương thủy xem ngươi văn chương lão luyện ta còn tưởng rằng ngươi là cái bác học đa tài lão nho sinh đâu chỉ là ngươi như vậy một cái choai choai hài tử ta nếu là đem ngươi phân phối đến địa phương làm quan phụ mẫu ngươi cảm thấy có thể phục chúng sao hoàng thượng từ xưa đến nay có chí không ở năm cao trương thủy tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng là lâu cư dân gian phi thường hiểu biết dân gian khó khăn. Nếu là may mắn có thể vì triều đình hiệu lực, tất cho thỏa đáng quan. Thủy Nhi bình tĩnh mà nói. Hảo một cái tất cho thỏa đáng quan. Hoàng thượng không khỏi cười ha ha. Này tử khí trầm trầm, mộ khí trầm trầm triều đình thượng Đều là bảy tám chục tuổi cái gì tam triều nguyên lão, cũng là thời điểm đổi một ít hoàn toàn mới gương mặt. Hoàng thượng nhìn Thủy Nhi liếc mắt một cái, đối bên cạnh hầu hạ giám thị quan nói, hôm nay trẫm muốn lấy cái này trương thủy vì đầu danh trạng nguyên thủy nhi bình tĩnh mà quỳ xuống nói tạ hoàng thượng ân điển thấy hắn còn tuổi nhỏ có thể được giải nhất lại là như thế bình tĩnh hoàng thượng âm thầm gật gật đầu đứa nhỏ này không đơn giản tuyệt đối là cá nhân trung chi long nha hoàng thượng hôm nay trương thủy không chỉ có là tới khảo thí cũng là tới giải oan hy vọng hoàng thượng có thể cho ta một cái đơn độc giải bày oan tình cơ hội trương thủy rốt cuộc tìm được rồi cơ hội nói ra trong lòng nói lúc này hoàng thượng cũng cảm thấy có chút đói bụng vì thế đối trương thủy nói ngươi đã vì đầu danh trạng nguyên hôm nay trẫm liền ba ngươi cùng trẫm cùng nhau cùng ăn cơm trưa đi tới 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 theo trẫm hồi cung tiểu triệu tử bị đuổi đi hắn tiến lên dắt trương thủy tay từ các thí sinh trước mặt đi qua tức khắc sở hữu ánh mắt đều dừng ở trương thủy trên mặt như vậy một cái hài tử hoàng thượng thế nhưng đối hắn như vậy ưu ái dưỡng tâm điện Quý phi phụng mệnh cùng hoàng thượng cùng nhau cơm trưa, thấy hoàng thượng lôi kéo một cái choai choai hài tử tiến vào, nhìn kỹ, đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là tuấn nha. Chỉ thấy hắn. trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phím mê muội người màu sắc, kia nồng đậm mi, cao cao mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương cao quý cùng ưu nhã. Ái phi, đây là trẫm hôm nay khâm điểm trạng nguyên lan. Hoàng thượng kiêu ngạo mà nói, chính mình quốc thổ thượng có thể có nhân tài như vậy, hắn thật là dẫn cho rằng vinh. Trạng Nguyên Lan Quý Phi bị lời này kinh trứ, không nghĩ tới cư nhiên còn có tuổi tác như vậy tiểu nhân Trạng Nguyên Lan. Thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng là tuổi tác lại tiểu, cũng là ngoại thần, chính mình là hoàng thượng phi tử, bọn họ nếu muốn đàm luận cái gì quốc gia đại sự nói, như vậy chính mình liền không có phương tiện đại ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nàng không người đối hoàng thượng nói, nếu hoàng thượng muốn cùng trạng nguyên lang cộng tiến cơm trưa như vậy thần thiếp liền cáo lui trước không có việc gì ngươi liền lưu lại đi hoàng thượng nhìn trương thủy kia còn mang theo vài phần ngây ngô mặt nói quý phi tức khắc cười khanh khách mà nói cảm ơn hoàng thượng hiện giờ hoàng thượng trừ bỏ thượng triều cơ hội mỗi thời mỗi khắc đều cùng nàng đãi ở bên nhau bọn họ cùng nhau dùng đồ ăn sáng trung thiện bữa tối cùng nhau đến ngự hoa viên dắt tay bước chậm trương thủy nhìn quý phi liếc mắt một cái này hậu cung phi tần xưa nay là cùng tiền triều đại thần cùng một nhịp thở, trời biết nàng mặt sau những cái đó thân thích bằng hữu cùng vương gia có hay không liên hệ. Nhìn ra hắn trong ánh mắt hồ nghi, hoàng thượng vội vàng nói, trương ái khanh cứ việc yên tâm, có nói cái gì chỉ lo nói rõ, quý phi tuyệt đối là trẫm có thể tin người. Một câu có thể tin người, làm quý phi trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Hoàng thượng xưa nay là không dễ dàng dễ tin người khác, bao gồm là bên gối người chính mình tuy rằng không phải hoàng thượng yêu nhất người, nhưng có thể làm hoàng thượng tín nhiệm nhất người, cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Tới, chúng ta một bên dùng bữa một bên nói đi. Hoàng thượng ý bảo Thủy Nhi ngồi xuống. Hắn nghĩ đến ca cùng tẩu tử, còn ở vương phủ sinh tử chưa biết. Chính mình nơi nào có cái gì tâm tư, ở chỗ này hưởng thụ mỹ vị món ngon đâu. Thủy Nhi thình thịch một tiếng quỳ xuống nói, Hoàng thượng, Trương Thủy ca ca cùng tẩu tử. Hiện giờ bị lục vương gia nhốt ở trong phủ, sinh tử chưa biết, thỉnh hoàng thượng vì ta làm chủ. Nghe được tân khoa trạng nguyên lang nói ra vương gia hai chữ, hoàng thượng không khỏi mừng thầm, xem ra chính mình yêu cầu vương gia nhược điểm rốt cuộc tới. Hắn cùng quý phi nhìn nhau, trong mắt đều là tràn ngập vui sướng, hết thảy đều ở không nói gì. Ngươi trước lên, ban ngồi. Hoàng thượng ôn nhu nói. Thủy Nhi tạ ơn sau ngồi ở trên ghế, đem con cá bị bắt, Trương Sơn cải trang nhập phủ cứu giúp chờ sự tình toàn bộ từ từ kể ra. Ngươi tẩu tử cùng kia Hạnh Nhi Lệ Nhi có cái gì ân oán? Hoàng thượng có điểm khác nước, bưng lên một ly trà, trong lúc vô ý hỏi. "Hồi Hoàng thượng, ta tẩu tử tên là Triệu Con Cá, gả vào phú quý thôn chúng ta Trương gia, Hạnh Nhi cùng Lệ Nhi bởi vì thích thượng ta ca ca Trương Sơn, cho nên mới đối nàng mọi cách hãm hại." Theo trong Vương phủ lưu đại phu nói, ta tẩu tử đi vào bị các nàng đòn hiểm, thế cho nên trong bụng thai nhi sinh non. "Trương Con Cá?" Phú Quý thôn, hoàng thượng trong mắt xẹt qua con cá tuyệt thế dung nhan, không khỏi đại kinh thất sắc, trong tay chén trà rơi trên mặt đất rơi dập nát. Quý phi nghe được con cá tên, cũng là đột nhiên chấn động, nguyên bản cho rằng con cá ra cung sau, núi cao sông dài, cùng hoàng thượng lại không có bất luận cái gì giao thoa, không nghĩ tới hôm nay tiểu trạng Nguyên Lang lại đối với hoàng thượng nhắc lại con cá tên, hơn nữa nàng còn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ca ca ngươi không màng sinh tử, đi cứu con cá, này phân thâm tình thật là làm ta động dung nha. Hoàng thượng, nhìn bọn họ phu thê như thế ân ái phân thượng, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu cứu con cá cô nương nha. Hoàng thượng ra nàng trong lời nói ý tứ, có điểm không vui mà nhìn xem nàng, con cá là ta triều đình công thần, trẫm tự nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu nàng, nơi nào dùng đến ngươi tới lắm mồm. Nghe được hoàng thượng không mau khẩu khí, quý phi biết hắn là nghe không được nhân gia nói con cá phu thê ân ái, liền ngoan ngoãn mà ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Thủy Nhi Nhi, ngươi có biết cái này vương gia tay cầm trọng binh nếu không có tội chứng trẫm liền tính là ngôi cửu ngũ cũng không thể vọt vào chính mình hoàng thúc trong phủ bắt người hoàng thượng cảm thấy thủy nhi lời nói của một bên vẫn là có điểm bạc nhược nghe xong hoàng thượng khó xử nói thủy nhi không khỏi dập đầu như mổ mễ sau đó nghiêm nghị mà nói tuy rằng vương gia là hoàng thượng thúc phụ nhưng là quân chính là quân thần chính là thần cái này trương thủy vẫn là biết đến một câu nói được hào hùng vạn trượng Quý Phi cũng nhịn không được đã mở miệng, là nha, hoàng thượng, hắn một cái thần tử tính cái gì? Chẳng cần thiết nếu muốn cái bạn toàn chi sách mới được. Hoàng thượng nói ở dưỡng tâm điện đi dạo khởi bước tới. Chương. Vạn tiễn tề phát. Tiểu hồng lâu. Thật vậy chăng? Chỉ cần ta đáp ứng ngươi điều kiện này, ngươi liền chịu thả bọn họ. Lưu Nghị bán tính bán nghi mà nói. Vương gia gật gật đầu nói, ta chỉ có thể nói ta sẽ không giết bọn họ nhưng là ngươi có thể đói chết bọn họ, hoặc là hắn chết khác nhóm nha. Lưu Nghị đột nhiên nhớ tới những chi tiết này. Vương gia trầm ngâm một lát nói, bên trong còn có một cái ám môn, bên trong là một khát gian mật thất. Bên trong có cũng đủ bọn họ ăn uống một năm lương thực, thủy, mồi lửa, củi đốt, còn có dược phẩm. Chỉ cần ngươi đáp ứng nhận tổ quy tông, làm ta nhi tử, ta liền nói cho con cá bọn họ. Nói cách khác, thời tiết như vậy lạnh, đừng nói cái gì đói chết khát chết, chỉ sợ đông lạnh đều phải đông chết nhưng là bọn họ không thể rời đi mật thất một năm lúc sau ta nhất định sẽ thả bọn họ nghĩ một năm lúc sau chính mình cùng lưu nghị bồi dưỡng ra cảm tình nói không chừng đại sự cũng đã thành đến lúc đó chính mình là hoàng thượng lưu nghị là thái tử hắn còn sẽ vì hai cái người ngoài phóng rất tốt giang sơn không cần sao vì cái gì cái này trong mật thất mặt sẽ có như vậy nhiều đồ vật nha lưu nghị kỳ quái hỏi Vương gia cười khổ một chút nói, tục ngữ nói thỏ không có ba hang, đó là ta cho chính mình bị hạ một cái oa. Nếu ta một năm có thể thoát hiểm, ta liền ra tới Đông Sơn tái khởi, nếu ta không thể thoát hiểm, liền đem nơi đó trở thành ta cuối cùng lăng mộ. Ngươi là đương triều hoàng thúc, sao có thể sẽ có cái gì nguy hiểm? Lưu Nghị là càng nghe càng mơ hồ. Vương gia vỗ vỗ đầu vai hắn nói, nhớ kỹ, cha làm những chuyện như vậy, cũng là vì ngươi nha. Vì ta Lưu Nghị phi thường hoang mang. Vương gia nói, hiện tại còn không phải thời điểm, thời cơ tới rồi, vi phụ liền sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi mới có thể minh bạch vi phụ khổ tâm. Bọn họ đi ra tiểu hồng lâu, thấy đại phu nhân quản gia đám người còn ở cửa chờ đợi, liền phân phó đại quản gia nói, ngươi đi đem sở hữu phu nhân, tiểu vương gia, nha hoàng, gia đình toàn bộ gọi tới, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Sau nửa canh giờ, mọi người đều tập trung ở trong sân, vương gia cao giọng nói, hôm nay ta muốn tuyên bố một việc nói vậy các ngươi đã sớm biết chúng ta vương phủ kỳ thật có hai vị tiểu vương gia bổn vương trưởng tử chính là nghị nhi từ hôm nay trở đi hắn liền chính thức nhận tổ quy tông nghe được lưu nghị chỉ chớp mắt trở thành ngươi vương phủ trưởng tử đích tôn nhị phu nhân cảm thấy không phục nhìn không được nói vương gia ngài rốt cuộc xác định không có không cần đem cái kia nô tỳ con hoang trở thành ngài thân sinh huyết mạch nha nghe được nhị phu nhân nói như vậy Vương gia lẳng lặng mà đi tới trước mặt hắn, huy khởi bàn tay chiếu nàng trăng tròn viên trên mặt chính là hung hăng hai bàn tay. Vương gia, ngươi cư nhiên đánh ta. Ta và ngươi phu thê nhiều năm như vậy, còn vì ngươi sinh hạ Diễm Nhi, ngươi cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt mũi đánh ta. Nàng ủy khuất mà nói. Nhìn nhị phu nhân ủy khuất mặt, vương gia lạnh lùng cười, chiếu nàng mặt lại là tay năm tay 11 trận mảnh đánh, ta đánh chính là ngươi, ngươi cho rằng bổn vương lão hồ đồ sao sẽ đem cái gì không biết tên mà giả hài tử nhận về nhà ta nói cho ngươi lưu nghị là ta trưởng tử cũng chính là chúng ta vương phủ tương lai chủ nhân nếu ngươi cùng ngươi cái này bại gia tử ngoan ngoãn nghe lời chúng ta vương phủ còn có thể bao dung ngươi nói cách khác chỉ bằng lưu nghị đều có thể kêu các ngươi mẫu tử lập tức thu thập đồ vật cút đi nhị phu nhân không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ hầu hạ vương gia nhiều năm như vậy hắn đối chính mình mẫu tử thế nhưng là không có nửa phần tình ý Lưu Diễm thấy mẫu thân hiện tại hoàn toàn ở vương gia trước mặt, đó là hoàn toàn không địa vị, vội vàng tiến lên nói, nương, ngươi liền không cần cùng cha già mồm. Hắn không biết xấu hổ mà đi đến Lưu Nghị trước mặt, thân mật mà kêu một tiếng, ca. Thấy nhi tử như vậy không tiền đồ, hơn nữa làm trò nhiều như vậy gia đình nha hoàng mặt bị đánh, những năm gần đây mẫu bằng tử quý nhị phu nhân tức giận đến một nguồn máu tươi phun ra. Nương, ngươi học máu. Lưu Diễm khiếp sợ. Đem nàng dẫn đi, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Vương gia lạnh lùng mà nói. Nhìn nhị phu nhân thảm trạng, lưu nghị trong lòng không có chút nào thương hại. Nguyên lai chính mình cùng nương ở tại hậu viện thời điểm, cái này nhị phu nhân là không có việc gì liền lãnh con trai của nàng, lại đây sinh sự từ việc không đâu mà khi dễ bọn họ nương hai. Có đôi khi nương vì che chở chính mình, thường xuyên bị nàng bạc tai, còn có phạt mấy ngày không chuẩn ăn cơm. Nhớ tới, nương không đến 30 liền chết bệnh cùng nhị phu nhân cũng là có can hệ nhìn nhị phu nhân ảm đạm bóng dáng luôn luôn tàn nhẫn độc ác đại phu nhân cũng nổi lên thỏ tử hồ bi ý niệm vương gia đối cùng chính mình sinh nhi dục nữ người cũng là như vậy tuyệt tình huống chi chính mình còn chưa bao giờ sinh dục từ từ thỉnh cái đại phu cho nàng sát điểm dược đi nàng dặn dò nói đại phu nhân tầm mắt dừng ở lưu nghị trên mặt đây chính là hiện tại trong vương phủ hương bánh trái nha còn hảo chính mình đã sớm cùng hắn có ước định trước đây hắn muốn đem chính mình trở thành thân sinh mẫu thân đối đãi con của ta a à, nhiều năm như vậy thật là ăn rất nhiều khổ đều do đại nương không có chiếu cố hảo ngươi ngươi sẽ không trách ta đi đại phu nhân tiến lên ôm chặt lưu nghị nói lưu nghị bị nàng thình lình xảy ra hành động khiếp sợ muốn nhiều rồi lại nhịn xuống rốt cuộc ở vương phủ đại phu nhân cũng là mánh khóe thông thiên người chính mình muốn chân chính cứu con cá rời đi hiển cảnh về sau nói không chừng còn cần nàng trợ giúp đâu đại nương hắn mỉm cười kêu, vì con cá, hắn hiện tại cũng hiểu được những nhục phụ trọng. Nhìn mặt khác phu nhân mặt có khó chịu, chỉ có đại phu nhân tiến lên đối lưu nghị hỏi hang ân cần, vương gia gật gật đầu thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là chính mình kết tóc nương tử, nhất minh bạch lý lẽ. Mặt khác nữ tử, luôn là có điểm không phóng khoáng. Hắn tiến lên nắm lấy đại phu nhân tay nói, phu nhân, ngươi nếu biết nghị nhi trước kia ăn rất nhiều khổ, về sau nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn. Ta nhất định sẽ từ nay về sau nghị nhi chính là ta thân sinh hài nhi đại phu nhân tươi cười thân thiết mà nói nhìn này đó nhị phu nhân đại phu nhân thay phiên diễn kịch cái gì bi tình diễn thân tình diễn lạp lưu nghị thật là xem đến rất mệt liền đối vương gia nói phụ thân làm cho bọn họ đều tan đi nghe hắn trúc trắc mà kêu chính mình phụ thân vương gia trăm thước mới vừa cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu ôn hòa mà nói hảo 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 ta hảo hài nhi nghe ngươi mọi người đều tan đi bọn gia đình lưu lại 10 cái, đem nơi này bao quanh vây quanh. Trừ bỏ ta cùng Nghị Nhi, nếu có người đi ra tiểu Hồng lâu, giết không tha. Phu nhân, thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi." Vương gia Ôn Nhu đối đại phu nhân nói. Chờ đến mọi người đều tan đi, Lưu Nghị gấp không chờ nổi mà nói, "Thỉnh phụ thân nói cho con cá bọn họ mật thất trung ám môn ở nơi nào. Ngươi chính là nhớ cái kia nữ tử, nàng rốt cuộc có cái gì tốt?" Vương gia không phục mà nói. Lưu Nghị cười nói, con cá nơi nào đều hảo, nàng là trên đời tốt đẹp nhất nữ tử. Hảo, vi phụ đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên là không thể thất tính. Vương gia hôm nay rốt cuộc nhận hội trưởng tử, cảm thấy tâm tình phi thường vui sướng, dù sao chán ghét kia lưỡng nữ nhân cũng ném văn ra, mưa nhỏ cùng Trương Sơn tuy rằng biết chính mình bí mật, nhưng là bọn họ cũng ra không được. Chỉ cần bọn họ vừa ra tới, liền sẽ bị bọn gia đình giết. Con cá, ngươi có khỏe không? Lưu Nghị vào tiểu hồng lâu, vội vàng lớn tiếng hỏi. Lưu đại ca, ta thực hảo, chính là có điểm lãnh. Con cá thành thành thật thật mà nói. Vương gia lạnh lùng mà nói, con cá, ngươi nghe, bên trong kia trương trên ghế có một cái hồng bảo thạch, ngươi đem nó hướng tả vạn ba vòng, hướng hữu vạn ba vòng, liền sẽ xuất hiện một cái tân mật thất, bên trong có các ngươi yêu cầu tất cả đồ vật. Lưu đại ca, chúng ta có thể tin hắn sao? Con cá có điểm do dự, chính mình cùng Sơn ca ca là đã biết hắn bí mật vạn nhất chính mình vừa chuyển động cái gì chốt mở, bên trong liền tới cái vạn tiễn tề phát, đem chính mình cùng Sơn ca ca biến thành con nhím làm sao bây giờ. Lưu Nghị nhìn vương gia liếc mắt một cái, đối với bên trong kêu to, con cá, người có thể tin ta phụ thân. Nghe thế câu nói, con cá biết bọn họ đã chính thức tương nhận, không khỏi hơi hơi chấn động. Vốn dĩ lưu đại ca cùng vương gia mưu phản sự tình, nguyên bản có thể viết đến rành mạch. Nhưng là hiện tại không có khả năng, lưu đại ca khẳng định là vì giữ được chính mình cùng sơn ca ca mới đáp ứng nhận cái này cha chính mình đời này thiếu hắn thật sự là quá nhiều con cá nhìn quanh bốn phía kỳ thật này trong mật thất chỉ có một trương cái gọi là ghế dựa chính là long ỷ nhìn con cá nhảy dựng nhảy dựng mà qua đi ngồi ở trên long ỷ dùng tay đi chuyển động hồng bảo thạch trương sơn vội vàng nói con cá vương gia tin được sao cùng vương gia không quan hệ ta tin được lưu đại ca hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ta con cá không chút do dự bắt đầu hướng quẹo trái động hồng bảo thạch, lại hướng quẹo phải động tam hạ. Đột nhiên trương sơn mặt sau một chỉnh mặt vách đá đều từ từ mở ra, con cá cùng trương sơn đều sợ ngây người, không nghĩ tới này trong mật thất còn có trời đất khác. Trương sơn quay đầu nhìn lại, mặt sau có lương thực, dược phẩm, bếp lò, nồi, xem ra cũng đủ bọn họ sống thật lâu thật lâu, vốn dĩ đã hạ hẳn phải chết quyết tâm hắn không nghĩ tới sẽ có loại này chuyển cơ. Con cá, chúng ta lại trở về nhân gian. Trương Sơn đối con cá mở ra ôm ấp. Dùng nhanh nhất tốc độ, hướng Trương Sơn nhảy đi, sau đó con cá vọt vào hắn ôm ấp, là nha, Sơn ca ca, chúng ta lại trở về nhân gian. Trương Sơn dùng môi phong bế nàng phấn môi, tồn tại thật tốt. Có thể hảo hảo mà ôm con cá, có thể hảo hảo mà thân con cá, ái con cá. Con cá, con cá, thế nào? Bên ngoài lưu nghị chính nôn nóng mà kêu. Đang ở nhấm nháp con cá đinh hương cái lưỡi Trương Sơn, có điểm bất đắc dĩ mà buông lỏng ra môi, sửa vì tập kích nàng bên tai. Cảm giác được chính mình bên tai hắn ấm áp hô hấp, con cá nhỏ mềm mại mà nói, lưu đại ca, chúng ta thấy mật thất, bên trong có rất nhiều đồ vật. Cũng đủ chúng ta sử dụng, liền kim sang thuốc mỡ đều có đâu, nhất thích hợp chúng ta. Như vậy liền hảo, cha ta đáp ứng ta, một năm về sau thả các ngươi. Con cá nhỏ giọng nói, hảo gia hỏa, sơn ca ca, chúng ta muốn ở chỗ này ẩn cư một năm đâu. Ta thích, nơi này cái gì đều không có, chỉ có chúng ta lẫn nhau, thật tốt. Trương Sơn hôn nóng bỏng mà dừng ở nàng trên cổ. Hư ca ca, ngươi làm gì đâu? Con cá cảm thấy hảo ngứa hảo ngứa nha, tức khắc lúng đồng tiền như hoa mà muốn duỗi tay đấm đánh Trương Sơn, đột nhiên cảm giác được một trận đau nhất. Lưu Nghị, con cá tay cùng chân đều gãy xương, ngươi dạy dạy ta hẳn là như thế nào trợ giúp nàng phục hồi như cũ. Trương Sơn thấy nàng muốn duỗi tay đánh chính mình, rồi lại vô lực mà rủ xuống tới, vội vàng đối với bên ngoài hô lớn